Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Nam. Alo, Quảng Nam đâu ạ? Dạ, tôi nghe đây ạ. Dạ vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì vậy? Vâng, tôi muốn nhờ bên tư vấn dùm tôi, nói là bây giờ vợ chồng tôi là bây giờ tôi là 56, ông xã tôi 57. Dạ vâng. Con gái, con trai là lấy vợ lấy chồng hết rồi. Vâng. Cách đây 5 năm là ông ấy có chơi bời thì gây hú. Vâng. Nhưng khi là tài sản là ông cũng lại lấy một phần nào đó thì ít thôi của ông cho lại tôi. Ừ. Thế là bây giờ là tôi không dám để tên nhà và đất tên tôi mà tôi phải để tên con. Ừ. Hiện giờ là con nói là bây giờ con muốn là chuyển lại cho mẹ. Còn mẹ cũng để sang tên bố hay không thì theo ý con là cũng nên để tên bố cho bố đỡ tủi thân. Ừ. Vì bây giờ bò là chê rồi. Mà Rồi. tiền bạc bây giờ ông không có, ông khổ lắm. Thì để Rồi. cho ông về ông ở cho tự do. Thì tôi nhờ bên tư vấn cho tôi xem là con nên là để tên ông không. Tóm lại là hai vợ chồng anh chị đã ly hôn chưa? Không, tôi không ly hôn mà tôi chỉ là ly thân thôi. Dạ vâng, tức là 5 năm trước thì là ông ấy cặp bồ bên ngoài và hai vợ chồng ly thân từ thời điểm đó. Bây giờ là bồ chê rồi thì ông lại quay về nhà ở đúng không? Không, không hẳn là ông ấy bỏ hẳn từ đấy giờ, có nghĩa là làm nhà, ông vẫn ra làm hộ, ông vẫn có trách nhiệm với gia đình. Ừ. Đấy. Nhưng mà mẹ con tôi bây giờ vẫn cứ cảnh giác mà sợ ông ấy, nếu mà cho ông đứng tên biển đỏ thì sợ ông lại chơi bời nữa đấy, thì lại tan nát lần nữa. Bây giờ ông ấy đang ở đâu? Bây giờ ông ấy vẫn, trước kia là tôi ở Gia Lai, xong tôi bán ở đây đi, tôi chuyển ra Đà Nẵng với con. Rồi, bây giờ ông ấy đang ở đâu? Ừ, ông ở Gia Lai. Vâng, thế tức là chị đang nói cái nhà ở Gia Lai đúng không? Không, tôi đang nói cái nhà ở Quảng Nam, Đà Nẵng này này. Thì ông ở Gia Lai đang ở một mình à? Ông ở một mình, ông về đấy, ông nói là ông về, ông làm công việc ở đấy nó tiện. Nhưng mà giờ thì kiểu sức cũng yếu rồi, cũng muốn là ra đây để ở cho có gia đình. Rồi, thế bà Vâng. chắc là ở trong Gia Lai là ở thuê để làm việc đúng không? Đúng rồi. Rồi. Và bây giờ mẹ con chị thì đang ở Đà Nẵng. Gọi là Quảng Nam thôi chứ không phải Đà Nẵng ạ. Rồi. Anh Vâng. Đinh Đoàn sẽ tâm sự với chị nhé. Vâng. Rồi, xin chào chị. Vâng, em chào anh. Tức là 5 năm vừa rồi thì có đi lại với nhau nhưng không ở cùng nhau đúng không ạ? Anh ấy thì sống và làm việc ở Gia Lai. Còn thì Vâng. mình thì theo các cháu ra ngoài Quảng Nam và cũng mua được nhà ở Quảng Nam để ở. Nhà là hoàn toàn là tiền, là tiền tiền Của mình, của vợ của chồng phía chị. trước đấy. Vâng. Bởi vì đang tự nhiên là vợ là chồng mà chỉ là ly thân rồi anh có bồ mà anh lại sang chuyển hết tên sổ đỏ với lại sang tên riêng của mình chị à? Nói chung là ông ấy thì thật ra mà nói là ông ấy tốt tính, Ừ. ông ấy cũng thương tôi Ừ. đó, thương vợ con khi mà con còn nhỏ là học là ở, nói chung là tôi ở đồng rừng Rồi. em rừng, đến khi là con cái trưởng thành học hết cấp 3 được rồi, đi học đại học giữa các thứ là đi ra thành phố, Ừ. là vợ chồng là có ý chí hướng từ trước là bán đi để đi thành phố, Rồi. xong bắt đầu là quán đi karaoke đi, là bắt đầu là bọn kia nó biết là bán đất đi thành phố, nó thấy có tiền nó bu vào. Ông ấy dạy. Rồi. Vâng. Thế thì tóm lại thế này, bây giờ anh ấy thì gần như trắng tay đúng không? Đúng rồi, giờ trắng tay không còn Ừ. gì nữa. Và anh ấy 57 anh ấy làm cơ quan việc nhà nước đúng Không. không? Không, không, hai vợ chồng làm nông vậy nó mới thương ông ấy, tôi mới thương À, ông ấy đấy. vâng. Vâng. Thật ra thì mình là người gốc Bắc, mình di cư vào đấy mình À làm ăn rồi gặp đúng nhau rồi, tôi thôi người đúng gốc không? Bắc. Người gốc Ừ, Bắc, hai vợ chồng cùng người Bắc. rồi. Xong đi kinh tế, đi 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 kinh tế năm 85, 83 gì đấy. Rồi. Này nói thật Vâng. là bây giờ thì anh ở trong đấy anh ấy thuê nhà xong anh đi 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 làm thuê à hay là anh cũng có nương có dãy có cà phê cà Không, viết anh như gì? không, không, có nghĩa là tôi ở khu gọi là Karongpa, nó đất nó khô cằn, nó ông chủ yếu sống về nghề rừng. Bây giờ ông về ông đi hàn với người ta là thuê, Làm chả thuê phải làm thuê đâu, mướn. về cái người À. bạn người ta có cái kho người ta cho ở nhờ. Thì Trời ơi thế hả? Thế nói xong chung bây ông giờ giờ là ông thì khổ, ông không có chả sướng. còn bồ bịch gì nữa đúng không? Ừ. Vâng. Thật sự trong thâm tâm của chị có hận anh ấy nhiều lắm không? Không, nói thật với anh là hận 10 mà thương cũng 10 luôn ấy, vì Ồ, khổ giận rồi. thì giận mà Giờ thương con thì cái thương. trưởng thành rồi gì Ừ. có ăn miếng đẻ rồi, thì ông lại như vậy lắm. Lúc tôi nghĩ là như kiểu ông gánh cái Cái nghiệp, những cái thôi. rủi ro cho con cái đấy. Ừ, thôi. Nên tôi thương ông 10 luôn ấy. Tốt quá, chị có người gốc Bắc Ninh không? Không, tôi người Thái Bình À bởi vì thấy cứ vừa giận vừa thương thế mà tưởng là hát ạ. bài giận thì giận, thương thì thương. Thôi, nói thế chứ thế này. Cũng lớn tuổi cả rồi. Cũng Vâng. hai người đều ở gọi là trôi dạt xa quê để mà mình kiếm ăn.
cũng yêu nhau, cũng sống với nhau mấy chục năm, đến lúc con cái trưởng thành, giờ cũng có học có hành, cũng dựng vợ gả chồng. Thật ra thì con người ta không phải là không có những lúc mà nó sai ngã. lầm, sa ngã. Đặc biệt là cái vấn đề trai gái là cái vấn đề mà rất dễ sa ngã. Nhạy cảm. Đúng Đúng rồi. rồi. Thôi thì rất là mừng cho anh ấy, chứ không phải là mừng cho anh, mừng cho anh ấy rằng cho đến giờ phút này chị vừa giận vừa thương. Nhưng mà tôi nghĩ là trong trong cái câu nói của chị, cái chữ thương nó còn nhiều hơn đấy. Giận 7 mà thương cũng tận 8 rồi, chứ không phải là... Thế thì tôi nghĩ rằng là cái việc thương này tạo điều kiện cho quay về này, để cho ông ấy được sống ở thành phố này, ở gần vợ con này, rồi sau tới đây thì có các cháu này, cuối đời ông ấy nó đỡ long đong vất vả. Đấy là một cái rất tốt và nó là cái nghĩa, nghĩa vợ chồng. Thế nhưng cái việc mà cho tên vào sổ đỏ hay không lại không quan trọng. Mình nói chứ mình là người phụ nữ mà, mình phải chốt, phải cầm chịch. Con người ta không biết thế nào đâu, 30 chưa phải là Tết mà mấy năm 7 thôi. Nhiều ông 70 còn theo gái chứ đừng nói là ông Đúng. 57. Cho nên là mình cũng cứ nói với các con là mẹ thì mẹ không bỏ bố, chỉ có bố bỏ mẹ thì bỏ, chứ còn mà thật ra về mặt nguyên tắc thì chưa trên giấy tờ chưa ly hôn thì vẫn là vợ chồng. Rồi non sông nó cũng về một mối. Rồi đấy vẫn là gia đình, nhà mình vẫn là gia đình, chẳng qua là đợt vừa rồi đấy bố mày thích ở riêng chứ chứ có mẹ có đuổi gì đâu. Thế tới đây thì mẹ định là thôi bảo bố xuống dưới này rồi cho bố một cái xe máy, bố chạy Grab hay chạy xe ôm hay là... Không, xe máy thì con nó cho rồi ông À ạ. không, đang nói là ví dụ nhé, bàn một cái cách làm ăn đấy chứ không phải xuống nuôi không. Bởi Không, vì nhàn cư vi bất thiện đấy, cho nên là xuống thì phải tạo cái công cái việc cho, sáng cũng đi làm, mỗi tháng phải có trách nhiệm, còn sức khỏe thì còn phải làm, chứ mà ngồi đấy mà lại uống trà chém gió rồi là lại ghi con lô con đề gì đấy thì cũng rất là không hay. Còn cái việc mà cái sổ đỏ nó tên mẹ thì cũng sẽ là của bố. Mẹ sẽ chả bao giờ là lấy cái lý do là nó chỉ có tên mẹ, mẹ mẹ đối xử thế nọ thế kia với bố cả. Đúng không? Cho nên là không phải mất thêm phí để đi mà lại chuyển đổi thành là ghi thêm tên ông vào để mình nơm nớp, mình lo một ngày nào đó ông cầm ông cắm sổ đỏ rồi ông ấy đi nợ nần rồi về ông ấy đòi là phải bán đi để ông lấy một nửa ông trả nợ. Thế thì người phụ nữ bao giờ cũng là cái người mà sống nó mẫu mực. Cứ vào tay phụ nữ thì cứ yên tâm. Nó không đi đâu mà mất đâu, mình chắc là tuổi mình chẳng bán đất đi để theo giai, đúng không? Cho anh ta, em cắt ngang câu này, có nghĩa là khi ra đây là em không dám để tên em mà em để tên con gái em. Bây giờ con gái em là nó có chồng có con rồi, lúc đó nó có chồng rồi nhưng mà nó lấy chồng người nước ngoài, mà bây giờ khả năng nó lại đi nước ngoài thì nó ở đấy. À, nó muốn chuyển lại cho mẹ chứ còn thì nó phải đi nước ngoài định cư thì thành ra đất của nó, mà rồi bán trác sau này chuyển đổi nó cũng sẽ khó khăn ra, đúng không? Đúng rồi đấy. Rồi. Thế để em nên hỏi tiếp đã. Ý là con nhà em nó nói là giờ con là tương lai là con sẽ về Hàn. Thế nên con bây giờ con muốn là con sang là sang cho mẹ. Nhưng mà theo ý con thì thôi thì công lao của bố thì cứ sang cả cho bố chứ. Nhưng mà rồi mẹ con chỉ sợ mẹ không khuyên được bố sau nhỡ xảy ra chơi bời đi. Thì Thế ý thế em bảo muốn rằng hỏi. là thế bảo lần sau là mình lại làm một cái việc mà để mình lại cứ phải lo ngay ngáy, mình không làm cái việc mà mình cảm thấy yên tâm là con đưa cho mẹ mà của mẹ cũng sẽ là của bố, vì bố mẹ vẫn là đang là vợ chồng, đúng không? Sẽ có trách nhiệm với nhau, hơn nữa là mình sống có tư có cách có đạo có đức từ trước giờ vẫn biết rồi, mình chẳng phải là mình cướp của chồng để mình lấy để mình mang về quê Thái Bình để mình xây nhà thờ tổ của mình đâu, đúng không? Thế thì không không cần đâu, cứ chuyển sang tên mình cũng được đó. Với điều kiện là có chuyển được không, bởi vì rằng khi đi ra nhà đất ấy mà người ta chuyển sổ đỏ ấy, là người ta cũng cũng nhưng mà ngày xưa là mình chuyển cho con gái chứ không có liên quan đến con rẻ, đúng không? Không có liên quan. Rồi Đúng rồi, rồi. vì người nước ngoài là không được quyền mua đất ở Việt Nam À năm lúc ừ đó thì thôi cũng may nhà mình, chứ nếu không mà rồi là con gái mình lại lấy một cái anh rể nào đấy, bây giờ thì anh lại cứ nằng nặc anh nói rằng là tên của vợ nghĩa là tên của chồng anh có phần ở trong thì cũng phiền phức. Thôi thì mình cơ bản nhất là cái lòng mình nó thanh thản, mình sống hết nghĩa hết tình thôi, còn cái đất cái cát nếu có giữ thì cũng là giữ cho ông ấy, cho tuổi già của mình, nếu một mai mà mình vẫn khỏe mạnh mà mình có không phải tiêu đến thì lại là của các con cũng tốt thôi mà nhé. Rồi, chị đã nghe rõ rồi chứ? Không, Rồi. thế thế muốn muốn hỏi anh là tôi là tôi cứ lăn tăn là của tài sản lúc đó là ông ấy nói này, ông nói là tôi chỉ muốn thêm, tôi muốn bớt tài sản là tôi cứ biết tôi đưa cho bà, tôi cho bà.
Thế bây giờ là tôi lại cầm hết, tôi sợ cái kiểu mình mang tội thì là công lao của thứ ông nhất mà mình lãi mà để sang tên ở chỗ ông ấy, thì sợ đến lúc mà ông ấy thế tôi muốn là chị tư vấn cho ơi, tôi là để tôi nói này. Một là anh chị vẫn đang là vợ chồng, dù là có tên chị, một mình chị đi chăng nữa, chị cũng không thể bán được khi không có sự đồng thuận của anh ý. Còn có ghi tên anh ý vào trong cùng với tên chị, thì nếu anh muốn bán vẫn phải có sự đồng ý của chị. Đâm ra cái chuyện ghi thêm tên hay không có ghi thêm tên không quan trọng đâu chị nhé. Bởi vì một tài sản như thế là phải có sự đồng thuận của cả hai vợ chồng thì mới được bán hoặc là được sang tên. Nhá chị nhá. Cảm ơn chị đã quan tâm đến chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của chúng tôi và gọi điện đến. Các bạn thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo, xin chào một khán giả gọi đến từ Hải Dương ạ. Dạ, cuộc sống của em không được như ý muốn anh ạ. Em đã có hai đời vợ đều phải đi thụ tinh ống nghiệm để mới sinh con được. Vợ trước thì em sống được 9 năm thì vợ em sinh xong thì vợ em bỏ về ngoại. Thế bỏ về ngoại thì về sau chúng em cũng bỏ nhau. Thế em lại đi bước thứ hai, hai vợ chồng ở được 2 năm thì chúng em cũng muộn màng chưa có con cái thì chúng em lại đi Hà Nội thụ tinh ống nghiệm. Đến lúc vợ em không có trứng thì phải đi mua trứng của người khác anh ạ. Đến lúc đẻ xong thì vợ em lại tương tự như tập 1 thì đẻ xong cái thì ở nhà em được một tuần lại về ngoại. Thế về ngoại thì từ Tết tới nay là vợ em nó không về nhà em. Em có níu kéo cũng không về. Cuối cùng bây giờ chúng em cũng ra tòa xong hết rồi. Vợ em bây giờ bế con đi ở một nơi nào đó thì em cũng chả biết con cái em như thế nào. Em ra ngoại thì em cũng chả gặp được vợ em. Vợ em thì bây giờ em nhắn tin cũng gọi điện cũng không trả lời. Rồi. Thì em gọi điện lên chương trình em hỏi xin ý kiến này xem em phải giải quyết như thế nào. Giải quyết gì nữa bây giờ là tóm lại cả hai đời vợ là bạn đều ly hôn rồi còn gì nữa đúng không? Vâng. Thế bây giờ cần giải quyết gì? Cái em gia đình em bỏ tiền ra để giải quyết cho cô đấy. Bây giờ có con rồi cô đấy bế con đi một nơi khác ở. Theo... chúng em cũng chả gặp được với nhau để mà nói chuyện. Thế thì em mới xin hỏi ý kiến xem là các anh tư vấn giúp em ạ. Ôi dồi, vợ bạn còn không tìm được thì Cửa Sổ Tình Yêu làm sao đi tìm hộ vợ cho bạn được, đúng không? Thứ hai nữa là cái lần vợ đầu tiên ý, thì lý do tại sao phải thụ tinh trong ống nghiệm, lỗi tại ai? Thì thực ra thì lỗi cả hai, như nói bỏ là một mình em thì không phải. Thì em đi khám thì không vấn đề gì. Thế vợ thứ hai thì lại không có chứng, em cũng phải đi thụ tinh ống nghiệm. Rồi. Tóm lại năm nay bạn bao nhiêu tuổi nhỉ? Em năm nay 40 ạ. Rồi, thế tương lai bạn dự định thế nào, có làm tiếp tập 3 không? Em bây giờ rất là bế tắc, em chẳng biết giải quyết như thế nào. Hai vợ đều bỏ cả hai, bây giờ mà có một người nào đó thì chưa chắc người ta đã dám lấy em bởi vì em đã hai đời vợ rồi. Rồi, thế là đứa con đầu thì là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đứa con đầu được 5 tuổi rồi ạ. Rồi, thế có thường xuyên bố con gặp nhau không? Dạ thì em lấy vợ hai thì em đều chú trọng vào vợ hai cho nên là em không chu cấp tiền hàng tháng nữa thì đến đầu năm vừa rồi em sang thăm con thì nhà họ không muốn cho em gặp. Đấy. Tức là bạn không phải có một đứa mà có hai đứa con của hai đời vợ khác nhau. Ngay cái đời vợ đầu con 5 tuổi bạn còn chả quan tâm, bây giờ cái đứa thứ hai của người vợ hai cùng lắm như bạn nói là Tết mới sinh đúng không? Thì đến bây giờ là cháu chưa được 1 năm. Đúng không? Chưa đầy 5. Mùng 9 này là được 1 năm rồi. Đấy. Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, xin chào. Em ở đâu nhỉ? Dạ, em Hải Dương. À, Hải Dương. 40 tuổi đúng không? Dạ, vâng. Bình thường một người đàn ông 40 tuổi thật sự chững chạc trưởng thành rồi. Nếu tử tế ra thì con cũng 15-16 tuổi. Nếu mà lấy vợ sớm là có người lên chức ông ngoại rồi. Vâng. Mà mình hai đời vợ, hai đứa con bây giờ tay trắng. Có lẽ cần cái lúc mà ngồi lại để tổng kết rút kinh nghiệm ở cuộc đời mình xem cái gì mà người nào đến rồi cũng bỏ ra đi như thế. Thứ nhất là anh bây giờ hỏi gì nói đây nhá.
sức khỏe em tốt không, trong người có nhiều bệnh truyền nhiễm gì đấy không, có bưng bê được bao ta bao thóc bao gạo gì không? Dạ vẫn tốt mà anh. À rồi, thứ nhất là sức khỏe tốt, thứ hai là em có làm ăn gì không, em mỗi tháng có. Em có kiếm được vài triệu không? Không có. Mình có nương dãy ruộng vườn gì không? Em có nhưng mà em không tham gia được bởi vì em đi làm công ty. À ừ, em đi làm công ty. Công ty công việc có đều đặn không? Đều đều anh ạ. Đều. Em có phải nuôi bố mẹ già hay là em nhỏ gì không? Dạ em chỉ có mẹ già năm nay ngoài 60. Mẹ già ngoài 60, bố đâu rồi? Bố hai ông bà bỏ nhau từ hồi em hắn còn trong bụng. Ông bà cũng bỏ nhau khổ thân, đúng là lịch sử lặp lại. Thế xong rồi nhà cửa ổn định không? Nhà cửa em đầy đủ rồi. À mẹ em cũng lại ngày xưa bố em làm cho mẹ em có thai, em còn chưa ra đời mẹ em cũng đã bỏ về nhà ngoại ở đúng không? Thế bà rồi nhà ngoại mua đất làm nhà này nuôi hai chị em. À lại còn cô chị nữa, thôi được rồi, tóm lại là bây giờ thì em phải nuôi mẹ già. À nhưng mà mẹ ngoài 60 cũng chưa già lắm nhá. Nhà ổn định đúng không? Nhà ổn định. Sức khỏe được. Chịu khó đi làm công ty. Về cái khoản khó khăn trong sinh sản thì rõ rồi, hai lần đều phải can thiệp sản khoa, phải có sự hỗ trợ thì mới đẻ được con. Nhưng mà khả năng TG ấy, khả năng làm cái việc kia của em có khá không? Dạ em cũng bình thường. Bình thường là thế nào? Nói chung là tần suất 10-15 phút ạ. Cũng biết làm cái gì? Vâng, biết chứ. Chứ tư không phải là vợ hướng dẫn, mình tự cũng làm được đúng không? Dạ vâng. Thế theo em ấy, sau hai lần vợ bỏ đi thì em nghĩ rằng là vì sao những người phụ nữ cứ đến rồi lại đi, mặc dù chầy chật với có với mình một đứa con như thế? Do tính mình dở hơi cám hấp hay là mình bạo lực hay là mình nát rượu hay là làm gì? Không, cái vấn đề này thì thực ra là em là con người rất là chu toàn, bởi vì rượu chè thì em cũng hạn chế chẳng mấy khi đâu. Khi thỏa sang ngoại thì gọi là có uống nhưng không say. Còn đâu là rất là yêu thương vợ chứ không phải là ra trưởng hay là lọ kia. Cho nên là vợ em không ở với em không có một cái điều gì để mà vấn đề gì. Đùng một cái thì trẻ xong thì tự dưng này đột xuất, cho nên là em không thể là em biết được cái tình huống đấy. Đấy, thế cho nên ban nãy em cứ băn khoăn là em có định đi tiếp tập 3 hay không. Thì anh rất là muốn rằng em phải, em mới là người biết này. Qua hai đời vợ mà tìm bà ngoại, sang nhà ngoại, ngoại giấu, ngoại không cho về. Tìm nhắn tin cho vợ, ra như đôi lần bà vợ đổ thà rằng tôi nuôi con một mình, thà rằng tôi làm người mẹ đơn thân còn hơn ở với anh, cái loại thế nọ, cái loại thế kia. Ít nhất là người ta cũng phải nói vào mặt mình để mình biết mình làm sao chứ đúng không, có khiếm khuyết gì. Nếu mà vợ em nó bảo là em có điểm gì yếu hay khiếm khuyết cái gì thì em còn biết được em tu sửa. Như đây đằng này thì không. Đến đi cấy thì hai vợ chồng đi làm thì trước nay thì em vẫn chu cấp tiền hàng tháng. Tháng hơn 10 triệu em đều đưa hết cho cô đấy. Mình em cũng đưa cho cô ấy 200 triệu để đi cấy. Thế cuối cùng ra tòa cô ấy bảo là không vay không mượn. Cuối cùng bây giờ là cô ấy không trả một đồng nào. Rồi hai cái người vợ ấy em lấy ở đâu đấy em? Gặp cùng huyện. Gia đình tử tế nề nếp gia giáo chứ không phải là lang thang vợ đình, nhạt đúng không? Gia đình rất là tử tế đàng hoàng cho nên là rất là em lấy vợ hai này em cũng nghĩ là thôi được rồi. May mắn. Thứ nhất là rất là khó hiểu, bởi vì nếu như những người phụ nữ tử tế đàng hoàng bình thường cũng chỉ khát khao có một người đàn ông, một người chồng hiền lành cũng được, có sức khỏe, chịu khó làm ăn, chung lưng đấu cập với mình để sinh đứa con rồi nuôi dạy con. Nhưng mà cả hai lần, thậm chí là con còn rất là bé, phụ nữ cũng đã bỏ của chạy lấy người, thì anh tin rằng giáp một lần thì bảo có lẽ
nhầm như đây hai lần như thế, chắc chắn nó phải có một cái điều gì. Thì cái điều gì thì là em phải là người trả lời câu hỏi đó. Nếu chưa trả lời được thì đừng lên lấy ai nữa, bởi vì nếu lấy người nữa xong rồi cũng lại chầy chật, rồi lại mất thêm 3-4 năm nữa lại có được đứa con, xong rồi được 6 tháng người ta lại bế đi, thì lúc ấy mình 50 tuổi đến nơi, mà rồi mình thành cái người mà 3 lần vợ 3 lần con, cuối cùng cuối đời trắng tay nhá. Ít nhất thì em cũng đã từng có vợ, ít nhất là dù không ở với em nhưng mà trên đời này em có hai đứa con của bản thân mình rồi. Mình cũng không khát khao còn có con nữa, bây giờ tập trung vào làm ăn đi, giữ gìn lấy tiền bạc, chăm sóc mẹ già đi nhá. Khi mà một người đàn ông cứng cỏi, chịu thương, chịu khó rồi, khỏe mạnh rồi, trông chịu khó mới có 40 ấy, gìn giữ ăn mặc cho nó đẹp đẹp một tí, thỉnh thoảng đi đây đi đó, xách xe máy đi chơi với hội bạn hội bè, mình mở mang giao tiếp để cho mình nó nhanh nhẹn lên, đừng có ông già khuất ta bít quá. Thế rồi biết đâu một lúc nào đấy duyên nó sẽ đến, em sẽ gặp được một người nào đó thì hãng tính sau. Còn bây giờ thì không có nhất thiết là phải lùng sục được kiếm một người nào đó để bước một bước tiếp thứ ba nhá. Hãy nhớ đã hai lần mà không giữ được rồi, hai đứa con thì có rồi, bây giờ không cố gắng nữa. Cho em hỏi là ý kiến của là bây giờ là em có phải chu cấp hàng tháng cho cô đấy không? Bởi vì bây giờ mấy năm trời em đi làm thì em đều đưa hết tiền cho vợ, nên lúc đi cấy thì em cũng đưa cho cô ấy 200 triệu, rồi bây giờ cô ấy cay trắng là không vay, nên ra tòa cô ấy nói là không cần em chu cấp hàng tháng, cô ấy dành nuôi đứa con. Thì theo anh định đoàn bảo là em có phải chu cấp tiền hàng tháng không, mà bây giờ em không biết là cô ấy bế con đi ở với ai là thế ở... Thì mình trước hết là có tấm lòng là nghĩ đến con như thế cũng tốt rồi. Nhưng mà cô ấy không đòi hỏi, cô không có kẹo kéo, cô nhắn tin là phải nộp tiền. Và hai nữa là cũng không biết ở đâu, người ta chỉ muốn trốn đi đề phòng là mình đến mình tìm. Vậy thì thôi tiền cứ giữ lấy, bố cứ có tiền rồi sau này giàu có thì cho con sau cũng được nhá. Bây giờ bố chịu khó làm ăn đi, mới có 40 thôi, trông nó còn giữ gìn nhan sắc một tí cho nó trẻ trông. Nếu như bạn có mong muốn là chu cấp cho hai đứa con thì theo tôi bạn cứ hàng tháng bạn bỏ ra một mô là cho đứa lớn, mô cho đứa nhỏ để sẵn đấy. Mai mốt 18, 20 tuổi lúc ấy nó quay về nó tìm bố ấy, thì bảo bây bố có cái cục này. Đấy, ok. Thế là đưa cho các con, như thế nó có vẻ giá trị chứ. Bây giờ bạn có muốn chu cấp cũng biết chu cấp cho ai, mà chẳng lẽ chu cấp cho bà nội bà ngoại nó à, đúng không? Xin chào bạn, cảm ơn chuyên gia tấm lọc Đinh Đoàn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một câu hỏi từ tỉnh An Giang. Dạ anh nghe. Vâng, chào anh. Dạ chào anh. Vâng, không biết là tâm sự anh muốn chia sẻ với chương trình hôm nay là gì? Em muốn gặp anh Đinh Đoàn á. Vâng, thì là mình có thể kể qua cái câu chuyện mình đang gặp phải được không? Dạ được, tại mình với vợ mình kết hôn này cũng mười mấy năm rồi. Em thì cũng bị khiếm thị, còn vợ em thì cũng bình thường. Rồi thương nhau, rồi kết hôn nhau. Rồi những mùa dịch đó, rồi không có làm, em không có làm thu nhập được. Thì cho vợ chồng lên Bigo á. Vâng. Lên Bigo là cái app ứng dụng em, vâng. Vợ em có bạn trai khác bỏ em. Rồi mấy cái phút đầu thì vợ em còn năn nỉ em, nói với em là phải hy sinh cho vợ em được hạnh phúc. Rồi em không chịu. Rồi vợ em năn nỉ em là phải làm sao cho cô ta được sống hai chồng, hai bên. Trời. Em cũng không chịu. Rồi bây giờ cô ta không chịu, cho cô ta lạnh nhạt với em luôn, bỏ em luôn. Vẫn ở chung một nhà nhưng mà bây giờ là nói chuyện cộc cằn với em không chịu được. À, thế tức là hiện tại trong gia đình mình thì ai làm kinh tế chính anh? Dạ em. À, thế tức là vợ anh thì là có, sau khi mà sử dụng cái ứng dụng là có cái livestream đấy anh nhỉ? Dạ đúng rồi. Vâng, thế thì là có bạn trai mới và sau đấy thì ly dị thì cũng không ly dị. Nhưng mà lại muốn là sống một vợ nhưng lại hai chồng đúng không anh? Dạ đúng, nhưng mà em không chịu, mà bây giờ thì không chịu, bỏ em luôn, bây giờ bỏ em luôn rồi. Vì vẫn ở chung nhà, vẫn nói chuyện cục cằn với em khó chịu lắm. Em muốn nhờ anh Đinh Đoàn cho em một lời khuyên, có nên dứt phát hay là nên thế nào? Anh ơi, em hỏi, tôi hỏi lại một chút nhé. Vừa xong thì anh có nói là bỏ rồi, thế nhưng là bỏ người yêu kia ấy. Bởi vì là anh có nói là vợ anh vẫn đang sống chung nhà với anh mà. Thì tại sao lại bỏ gì để đây? À, ở chung nhà nhưng mà vẫn tiếp tục liên lạc với người kia. À. Vẫn nói chung chỉ sống bằng cái... đường ai nó làm, công việc ai nó làm thôi.
Vâng. Chứ em thì không có nói chuyện với em, không liếm xỉa với em, nói chuyện cọc cằn với em, mỗi lần nói chuyện với nhau cũng như hơi quá đáng chứ không biết nói sao luôn. À, à, cảm ơn em. Bây giờ là anh cũng có muốn thoát ra khỏi cuộc hôn nhân này không anh? Hay đúng là mình anh, vẫn anh muốn... đòn, cho em một cái lời khuyên coi như thế nào, có nên như thế nào. À. Hay là để thời gian như vậy, hay là để thời gian đó, là có nếu níu kéo được không? Hay là à. Có nên dứt khoát? Vâng. Thế được rồi, bây giờ thì anh Tinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Dạ. Rồi, xin chào em trai. Em ở An Giang hả? Dạ, dạ. Ừ. Lấy vợ 12 năm đã có con chưa em? Dạ, hai đứa. Ôi, hai đứa hả? Bé nhất bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, bé lớn 13 tuổi, mấy nhỏ 16, 7 tuổi anh. Ồ, thế hả? Các cháu khỏe mạnh chứ đúng không? Dạ, cũng khỏe mạnh anh. Ừ. Em thì làm gì để mà... Đấy, nhà thì cũng vợ, một vợ hai con. Thế thì em làm cái gì? Em khiếm thị thì em có làm nghề gì không? Dạ, em đi đánh đàn mướn cho ta, đánh đàn cổ mướn cho ta anh. Thế hả? Thu nhập có tạm tạm không? Lúc đầu phục thì vụ khách cũng du lịch tạm đúng tạm không? Lắm. Nhưng mà già thì lúc đầu thì cũng sống được. Nhưng mà mùa dịch tới giờ thì mùa em dịch làm thì khách du lịch nó ít đi, không ai nhưng nghe mà đâu. Nhưng mà cái lưu động bây giờ cũng nhiều quá. Ừ. Đừng, cũng biết ít tay mướn. Ừ. Rồi, nhà mình có ruộng nương gì nữa không em? Dạ không. Thế hả? Mình sống ở thị xã hay thị trấn hay nông thôn hoàn toàn? Dạ em sống nông thôn. Em có được sự hỗ trợ nào của ba mẹ ruột của mình không? Hay là ai đó không? Dạ không. Ngoài ba mẹ ruột thì giúp đỡ về tinh thần thôi. Cũng không có ai khá gì mấy. Thế hả? Thì cũng... Ông bà cũng khó khăn đúng không? Dạ. Có bao giờ em dự định em đi Sài Gòn đi để tìm cơ hội việc làm, bởi vì với những người mà hoàn cảnh như của em ấy, ở những đô thị ấy, thì có lẽ công việc lại dễ hơn, ở đấy sinh hoạt văn hóa văn nghệ người ta cũng sôi động hơn, em đi hát ở những đám nọ đám kia hoặc là gặp gỡ những hội này hội khác, nó cũng có nhiều cơ hội để mà mình có những cái thu nhập hơn. Hiện nay thì vợ em không từ chối, không không gọi là không, cái gì cô cũng thừa nhận đúng không? Đúng là cô có bạn trai này, rồi cô ấy nói rằng cô cũng yêu người ta này, và cô muốn rằng là mình thì phải chấp nhận rằng là để cho cô ấy có hạnh phúc là để cô ấy, bởi vì một mình thì không không đủ làm cho cô hạnh phúc đúng không? Dạ đúng rồi. Vì tiền hay là vì lĩnh vực khác? Nói chung ra thì theo lời người đó nói thì vợ em nói cho em á là người đó sẽ đưa cô ta đi chơi, hoặc là nếu mà cứ thương nhau thì gần gũi chỉ cho những cái mà em không có À, rồi được. rồi rồi tức là vợ thì sẽ vẫn là lấy em, vẫn chung nhau nuôi con, nhưng mà vì mình thì là người khiếm thị, mình cũng chẳng đưa cô đi chơi đây đó được. Thế rồi có những cái việc mà mình có thương vợ mình cũng không thể làm được, giống như là người sáng mắt đúng không? Vì vậy thì Dạ người dạ. kia sẽ đưa cô ấy đi đây đi đó, ăn uống cà phê, chăm sóc rồi để cho cô ấy vui vẻ rồi lại trở về với mình. Dạ không. Cấp đầu người đó chỉ nói vậy thôi, nhưng mà bây giờ người ta được trái tim của vợ em rồi thì bây giờ người ta không còn nghĩ đến hạnh phúc của em nữa, người ta sẽ muốn đoạt luôn à. Ừ, muốn là có luôn chứ không phải là nọ kia đúng không? Mà vợ em có Dạ vẻ dạ. cũng mong muốn thế. Dạ đúng. Chuyện này em đã chia sẻ với ai rồi? Ba mẹ em, mọi người có biết không? Dạ biết, ba mẹ em biết, những người thân cận bạn bè của em cũng biết. Có ai nói gì với em không? Hỏi chị Phiên là đã hết nợ duyên thì mình nên đón nhận thôi. Rồi, đấy cũng là một câu an ủi mà dễ nói nhất và cũng còn biết nói thế nào nữa. Thật ra thì nó cũng có cái khó là bởi vì lúc mà cô ấy yêu em, lấy em hơn chục năm trước, lúc ấy chắc cô ấy cũng còn trẻ, suy nghĩ nó cũng còn rất là, ví dụ gặp nhau chắc chắn phải có thương nhau thì mới lấy rồi, chẳng ai ép em cô ấy lấy em đúng không? Dạ đúng. Lúc đấy một cô gái trẻ xong rồi lại thấy một chàng trai tuy có khiếm thị một chút nhưng mà là cũng tài ba tài hoa, đàn hát nọ kia, thành ra cũng thấy thương và chắc chắn là phải có yêu nhau thì mới ở với nhau đến 12 năm rồi hai đứa con cơ mà. Thế nhưng cuộc sống nó có nhiều điều phức tạp, có những thứ mà nó nảy sinh mà mình không thể lường trước được. Đấy, nào là mạng xã hội rồi cái cơ hội để giao tiếp rồi nhu cầu con người nó cũng 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 khác đi.
nhìn thấy người ta bằng tuổi mình, mấy con nhỏ nó bằng tuổi mình, chồng nó trời ơi có ô tô, thỉnh thoảng chở đi Sài Gòn chơi, thỉnh thoảng đi để Châu Đốc, Cần Thơ, rồi thậm chí còn đi vào trong ra Phú Quốc. Đây thì chồng mình thì thế nọ thế kia, thành ra có một chút trợ, gọi là chạnh lòng, cũng hơi hơi tủi thân. Thế xong lại ở trên mạng lại gặp một cái anh chàng này đấy mà anh ấy chợ vợ mình thở than với anh ấy là cuộc sống như thế, thì anh ấy lại nghĩ đến chuyện là lợi dụng, biết chắc chắn là một người mà chưa được đi đâu bao giờ, chưa được chồng dắt đi chơi, thì chắc chắn có những khát khao riêng, và người ta đã đáp ứng cho cô, người ta mang lại cho cô những điều mà em không mang được. Thế nhưng mà cho nên là rồi đến lúc cô ấy đã phản bội, em thấy chắc cứ chung thế, sống thế này thì không được đúng không? Tạm thời thì thế thôi, chứ có lẽ là một người, trừ cái người đó mà không còn trí nhớ, thì mới chấp nhận là lờ đi để cho vợ mình có bạn trai hay có bồ hay là đi với người khác. Chứ còn chúng ta còn đầu óc, còn trí tuệ, chắc không ai chấp nhận là chia sẻ. Vì người ta có thể chia sẻ cho nhau cái áo, cái quần, nhường nhau bát cơm, ký gạo hay là từng đồng bạc một, nhưng riêng cảm xúc, tình cảm không thể chia được. Bởi vì đã chia nghĩa là phản bội, mà đã phản bội thì tình yêu và nó cũng hết. Em nói với cô ấy đi, em phải đẩy cô vào một cái tình huống phải lựa chọn. Chứ còn tất nhiên là cô sẽ câu giờ, bởi vì cô đang muốn là có chỗ ở này, cô vẫn ở nhà em này, cô vẫn có con vẫn vân vân này, vẫn có một gia đình bình thường, và lại vẫn có bạn trai, vẫn có người yêu, vẫn có bồ, thì cô chả mất cái gì, thì không bao giờ cô ấy chịu buông bất cứ một cái gì đâu. Nếu em thấy không thể chấp nhận được thì em phải đặt vấn đề nhá. Bây giờ thôi, tất cả những cái lỗi lầm đã từng qua anh có thể bỏ qua, nếu như em thấy rằng có thể quay trở lại. Bởi vì đã là vợ chồng thì có những cái điều cam kết, cái cam kết lớn nhất đó là thủy chung. Chứ còn không gì, em có làm được không thì chúng ta tiếp tục. Còn nếu em thấy không còn thương anh và nói như là mọi người động viên em là nó đã hết duyên đấy, thì anh sẽ giải phóng cho em, để em đi tìm một cái hạnh phúc mới. Anh có thể rất buồn, rất đau, nhưng mà rồi anh cũng sẽ, cuộc sống nó sẽ dạy anh cái cách mà để mình vượt qua được. Tức là mình phải rắn giỏi, mình không cam chịu. Em thì sống sao cũng được, nhưng mà em lo cho con thôi. Em với con sao em thiếu thốn tình thương của mẹ với con em. Nó bị không muốn là một đứa theo ba, một đứa theo mẹ, đúng không? Dạ, không muốn tan đàn xẻ nhé. Tiền sử sốt, sốt rồi. Mỗi lần sốt là lên 39-40 là bị co giật đó. Thế hả? Tụi em rất là khổ tâm. Em ơi, em có bà con cô bác gì ở thành phố không? Dạ không. Ví dụ như là đấy, thật ra thì em cũng có thể, thay vì mình cứ ngồi đấy mình chịu chấp nhận, mình nhâm nhi cái nỗi buồn của mình, thế thì mình là người ra đi. Ra đi ở đây không nghĩa là mình bỏ thôi. Thì anh có lẽ cũng phải đi xa, trước hết là để kiếm ăn, hai là cũng để nguôi ngoai những cái nỗi buồn này. Em ở nhà trông các con, gắng đừng để nó thế nọ, đừng để nó thế kia. Con mình nó cũng thiệt thòi nhiều rồi, ba mẹ đôi bên nội ngoại không có ai giúp gì được. Thôi thì em hãy thương các con, làm cái gì cũng đừng để quá đáng, để các con thế nọ thế kia. Anh sẽ đi Cần Thơ, anh sẽ đi lên thành phố Hồ Chí Minh, hay anh đi đây đi đó, anh tìm kiếm một cơ hội mà có công ăn việc làm. Anh nghĩ rằng em, chẳng hạn như là thành phố Hồ Chí Minh hay những thành phố lớn, nó có hội người mù, ở đấy nó có các cái show diễn ấy, có người đứng ra thành lập những cái đội văn nghệ, hay là đi biểu diễn ở các cái phòng trà, hay là các trung tâm văn hóa thể thao hay văn hóa quận huyện ấy. Tức là nói chung là đời sống tinh thần văn hóa rất là sôi động, và cái cơ hội mà mình kiếm ăn được nó cũng dễ hơn là cứ ngồi ở đấy đợi bao giờ mà ai có việc thì người ta mời, không thì lại ngồi nghỉ, đúng không? Bây giờ mình chủ động hơn, thứ nhất là để cho mình thay đổi cái vận mệnh cuộc sống của mình, thứ hai là mình cũng nguôi ngoai đi, mình tìm được những cái niềm vui để nó khỏa lấp. Chứ còn cứ ngồi mà đau mà đớn thế này, rồi anh nghĩ rằng là con người ta cái sức chịu đựng đôi khi nó có hạn, rồi mình cứ nén nỗi đau, rồi đến lúc nó lại bùng phát ra thành những cái việc là chẳng hạn nó trầm cảm, rồi uất ức, rồi bực tức, rồi nóng nảy, thì rồi lại còn có hại hơn.
mình phải nghĩ đến tương lai còn lâu dài. Em cũng đi làm tại có người giới thiệu đi làm quán á. Ừ. Nhưng mà cũng chưa có đi, chưa có ấy được. Nhân dịp này đi đi, đi đi. Dạ. Thôi cứ gọi là mình hiểu ngầm là đi để chạy trốn thực tại cũng được. Còn hơn cứ nhìn ấy, ngồi nhìn ấy một cái nhâm nhi cái nỗi buồn của mình nhá. Em đi đi. Dạ. Nếu mà em không rắn giỏi được nói với cô là một là cô thế này, hai là cô thế kia để cô phải chịu lựa chọn con đường dứt khoát thì em là người ra đi nhá. Dạ, cảm ơn. Dạ, anh cho em gặp bác sĩ hỏi câu hỏi dạ. Thêm gặp bằng bác sĩ Huỳnh Thí Hải anh. Cho em hỏi một câu. Vâng, thế vậy sau đây xin mời anh sẽ nói chuyện cùng với bác sĩ Hoàng Thí Hải nhé. Vâng, tôi chào bạn. Tôi nghe dạ, đây. Chào chị. Vâng. À, con em năm nay nó 13 tuổi. Mà nó bị amidan đó chị. Amidan đó rồi mỗi lần nó bị hành á, ăn uống nó bị hành á là bị sốt à. Và người ta kêu đi cắt, có người kêu cắt, có người, người kêu không nên cắt á. Rồi mình chọn như thế nào chị? Chị cũng nghe câu chuyện của em với cả anh Đoàn rồi. Dạ, thực sự là cũng rất là buồn nhỉ. Và nhiều việc rất là phải lo lắng, rồi là nó cũng ảnh hưởng rất nhiều cuộc sống của em. Và trong khi mình thì lại thiệt thòi hơn người khác. Nhưng mà thôi, cho dù như thế nào thì mình cũng phải mạnh mẽ lên, cũng phải cố gắng để còn vì mình và còn vì con mình nữa, đúng không em? Dạ. Ừ, con gái em bị viêm amidan thì nó có hay bị tái phát không? Nó có hay bị đi bị lại rồi cứ mỗi một lần thay đổi thời tiết hoặc là nó ăn đá hay là nó tắm lạnh nhiều là nó lại bị không? À, con trai em chị. Ừ, con trai. Dạ, nó cũng hành lắm chị. Ưa mà có ăn cái gì vô là nhiều khi nó bị ưa hành lắm. Thử vấn đề đó bị lo đó. Đúng rồi. Amidan bình thường thì nó là cái cơ quan mà để nó bảo vệ cho cái họng rất là tốt. Tuy nhiên trong trường hợp mà người ta gọi là viêm amidan quá phát thì có nghĩa là amidan nó to quá và nó không co, mỗi một lần viêm nhiễm kể cả điều trị rồi nó cũng không co lại được về cái kích thước ban đầu của nó và nó vẫn cứ to như thế. Sau đó thì nó tạo thành một cái ổ viêm nhiễm thường xuyên và nó gây cho cái người bị viêm amidan quá phát luôn luôn ở trong tình trạng bị nhiễm trùng và rất hay bị viêm nhiễm cái chỗ amidan đấy. Chính vì thế là thường là nếu viêm amidan quá phát thì thường chúng tôi khuyên là nên cắt amidan để giải phóng cái khối viêm nhiễm đấy đi, chứ còn nếu không mà cứ để ấy thì thỉnh thoảng nó lại gây ra một đợt nhiễm trùng thì nó sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe nhé. Thế thì tùy thuộc vào cái tình trạng của em bé, nếu như mà em đã đưa con trai đi khám rồi và bác sĩ có chẩn đoán là viêm amidan quá phát và có chỉ định ngoại khoa thì có lẽ là mình cũng nên theo cái chỉ định của bác sĩ. Có điều là mình lựa chọn những cái bệnh viện mà người ta nó có kinh nghiệm hoặc là những cái bệnh viện mà nó có kỹ thuật tốt ý, thì khi người ta xử lý cho nó thì nó sẽ yên tâm hơn. Và con cũng lớn rồi, con cũng 13 tuổi, tức là con cũng đã biết được các cái cách để mà ví dụ như khi sau khi cắt người ta yêu cầu là mình phải kiêng nói như thế nào, rồi là ăn uống các thứ như nào cho nó lành. Thế thì kiêng các cái hoạt động ra làm sao là con cũng có thể tự ý thức được cái việc đấy rồi. Mình cũng không lo lắm nhá. Thế thì tùy theo cái tình trạng của con thì nếu theo cái chỉ định của bên y tế xem là người ta sẽ yêu cầu như thế nào thì mình sẽ xử lý cho con như vậy thôi nhá. Xin được cảm ơn bác sĩ và không biết là hy vọng là anh đã có được cái câu trả lời cho mình và chúc anh sức khỏe và chúc anh cuộc sống thuận lợi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình Cửa sổ tình yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến, đó là cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Ninh Bình. Dạ, em 56 tuổi, em ở Ninh Bình ạ. À. Em nhờ các anh chị tư vấn giúp em sức khỏe và hôn nhân gia đình. Rồi, anh trình bày câu hỏi của mình đi. Vâng, trước đây em đang làm chủ thầu xây dựng thì em vợ mới thì từng vợ mua vé thì em đi nước ngoài, thế là cùng sang được 6 năm thì về được mỗi lần 2 tháng. Wow. Thì năm 2014 thì em bị tê vào bên đùi, bác sĩ mổ nói là bị thái hóa đốt 9 và đốt 10 ở cột sống, chèn dây thần kinh thì mổ từ đấy là liệt luôn. Rồi. Xong rồi 30 ngày sau thì bác sĩ này bỏ mổ lại, nẹp vít nằm 70 ngày bất động, thế là sau không đi được thì nhờ Hội Việt Nam mua được cái vé và nằm về máy bay về Việt Nam. Bác sĩ ở Việt Nam lại nói là vít thì bị kèm vào tủy sống.
Rồi. Nên là không mổ lại, tỷ lệ đi được 80%. Rồi. Thế là em bị liệt luôn từ đấy. Và thì cuộc sống áp lực từ con cái học hành vào đại học, cho nên là những cái tiền mà đi Tây em gửi về mỗi năm gửi về cho vợ là gần 200 triệu. Đến lúc về thì nó bỏ là tiêu hết rồi, con nó học hết rồi. Rồi. Thế là em phải bán đi một suất hết để trả nợ, thì còn khoảng hơn 100 triệu thì nó cũng cầm luôn, nó bỏ nó không quản. Rồi. Thế là từ đấy là nó bỏ nhà nó đi hơn một năm nay. Vâng, thế là Tết vừa rồi thì nó lại mò về. Ừ. Mò về nhưng mà nó chỉ vậy, hai đứa chúng con nó trục chặt thôi, chứ còn bây giờ nó vẫn chặt với nhau. Rồi. Muốn nhờ các anh chị tư vấn cho em là bây giờ nên ly hôn hay là không ly hôn. Rồi, thế là các con lớn chưa? Con một đứa con gái lấy chồng được hai đứa con, còn một thằng con trai thì em cũng vừa nuôi cho nó, mình nuôi mình nó học đại học xong 4 năm. Thì con em cũng sửa nhà mới mua xe máy cho nó đi rồi. Thì về kinh tế thì hiện tại bây giờ em cũng khá rồi, cũng không sợ nữa. Rồi, thế tóm em lại anh bảo là anh bị liệt luôn. Rồi, thế bây giờ là vẫn thổi được cơm à? Ôi, làm nhiều chứ, nấu cơm, bán hàng, rảnh rỗi nhưng bán hàng online. Ờ, thế là phải ngồi xe lăn à? Vâng. Liệt một chân hay hai chân? Hai chân. Thế à? Có liệt thì cái thêm cái gì nữa không? Dạ, cái kia thì vẫn còn khỏe. À, tôi tưởng là liệt luôn cái ý thì ông ta vợ mới bỏ đi. Ừ, thế. So bên trước thì nó cũng kém hơn đấy, nhưng mà cũng còn vẫn còn tạm tạm. Rồi, thế là từ cái đợt liệt ý đến lúc đến giờ thì còn quan hệ với vợ được không? Ôi, và chửi nhau, cãi nhau suốt, nên cũng không còn cái tư tưởng nào. Rồi, thế tóm lại chục năm nay là chả quan hệ với ai cả đúng không? Vâng, đúng ạ. Thế là chân teo hết rồi đúng không? Không, chân thì không teo, vẫn còn bình thường. À, rồi. Vâng. Thế bây giờ là anh muốn được tư vấn về mối quan hệ vợ chồng hay được tư vấn về vấn đề sức khỏe của mình để chân nó có thể đi lại được? Cái quan trọng là không, cái quan trọng là xem vợ chồng như nào để cho em. Em thì cứ nghĩ bây giờ cái nhà mặt đường này cả đời em phấn đấu, bây giờ làm được cái nhà. Rồi, thế có nhà mặt đường nữa mà vừa buôn bán được đúng không? Lại thêm cả giỏi giang là bán hàng online nữa, chắc là không rẻ miệng đúng không? Thế là bán cả được online nữa. Em muốn để cho con. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với anh nhé. Dạ vâng. Rồi, xin chào Ninh Bình nhé. Em chào anh Đoàn ạ. Nghe chuyện của mình thì thấy cũng hơi buồn một chút xíu. Buồn nhiều, nhưng em hàng đêm không ngủ được. Nhưng mà thôi, mọi sự nó cũng đã qua rồi. Mười năm nay chắc cay đắng nhiều, cũng có khóc bao giờ không? Cũng có. Đàn ông thì ít khóc. Lúc cay đắng, lúc mà khỏe thì chồng yêu, mới lại xê ca yêu. Bây giờ nên liệt nó bắt đầu là nó quay ra, nó chỉ nhục, răng răng mạ đủ kiểu, trên đời nó vùng vằng, nó quăng ném nó một cái cùng, em cũng chán. Cho nên cũng kiên trì được mấy năm là coi như kệ nó tập bồ cho nó đi, tập bồ vẫn cơm nước bình thường, nhưng mà đến khi mùng 8 tháng 3 năm ngoái là nó bỏ nhà đi mấy ngày, em cũng nhắn tin, em cũng nói, bởi là nó chửi nhau với em là từ đấy em bảo không nấu cho mày ăn, nó mới đi, em đưa cút đi thì cút đi. Bình thường thì trừ những lúc đi cặp bồ với lại bỏ đi đâu vài ngày với một ai đó thì ở nhà cô có hỗ trợ với mình bán hàng không? Không, họ không tham gia không một cái gì gia đình, không có đóng góp một cái gì về từ kể cả một từ bó rau nó cũng không mua. Ôi giời ơi. Có giờ nó xác định cho đấy cái thằng kia nhỉ, cái thằng kia là thằng lái xe cách nhà em có tầm 20 km. Thật ra thế này này, ở đây thì cũng phải mình phải xét về nhiều phía. Cũng một phần là do hoàn cảnh của mình, sức khỏe này, rồi là cái sự chăm sóc vợ chồng vun đắp, rồi những cái chuyện sinh hoạt vợ chồng rất là nhiều thứ. Nó khiến cho cô ấy cũng hững hụt. Và khi người ta hững hụt thì người ta cũng tìm cách bù đắp ở bên ngoài. Tất nhiên nói thế không phải bào chữa cho lỗi của cô ấy. Thật ra ai cũng mong muốn rằng vợ chồng ăn ở với nhau. Lúc kiếm được tiền vui vẻ thì chồng ơi vợ ơi, chẳng may trời bắt tội mình ốm, mình đau bệnh tật thì cần nương tựa vào nhau. Hoàn cảnh của mình thì không đến nỗi gì, bởi vì là mình vẫn còn có thể ngồi xe lăn nhưng mà vẫn bán hàng, rồi vẫn mặt phố, vẫn kinh doanh. Không những thế còn nuôi được cả vợ con. Vâng. Thế thì không thể gọi là người khuyết tật được. Mình có khó khăn trong đi lại thôi, chứ không thể khuyết tật, đúng không? Thế nhưng mà giá như cô ấy cùng với mình để mà cũng học đến cái nghề. Chồng thì khéo miệng chào bán online, vợ thì mặc nhiều bán đồ quần áo ấy. Vợ làm cái người mẫu đứng đằng sau lởn vởn, hoặc là cơm nước chăm sóc. Nó đi lau dọn khách sạn này. Thôi bây giờ thế này,
Có bao giờ mình nói đến chuyện là bây giờ là mình không nấu cơm cho cô nữa rồi đúng không? Trước là còn... Vâng, thôi, năm nay. Tối cô có về nhà không? Dạ, trước thì nó không về, nhưng mà dạo này thì cứ về độ có 15 phút, về tắm rửa xong rồi lại đi đến sáng mai, đến tối mai rồi. À, ôi, thôi thế, tức là về là chỗ tắm với chỗ thay đồ thôi, còn mang đấy, cái thương vâng, to dạ, đi rồi. Cái chỗ vậy là trúng chân. Coi như cũng chẳng còn gì nữa đâu, không nghĩa không tình và... Cũng biết là cái hoàn cảnh của mình chắc cũng chẳng làm gì được nữa, cho nên là cô ấy hơi có cái ngang nhiên một chút. Ví dụ có người phụ nữ thất là hết lòng lo cho chồng cho con, nhưng mà người ta cũng vẫn thấy thiếu thốn hững hụt, người ta có thể thế này thế khác một chút xíu, nhưng mà nó phải kín đáo. Nhưng trong trường hợp của mình thì nghĩa là hỏng rồi đúng không? Em có định tiếp tục duy trì cái cuộc hôn nhân như này nữa không? Thật ra cũng chẳng còn gì nữa đâu đấy. Vâng, em nghĩ không còn gì nữa mà. Mình có nghĩ rằng mình cần phải buông để cô lo cuộc đời cô, còn bản thân mình nói thế chứ mình còn khỏe, mình vẫn còn làm được kiếm tiền, mình có nhà, mình có đất, rồi mình có thể tìm đến với một người nào đó mà người ta gãy đổ hôn nhân, hoặc người ta giang dở, hoặc là người ta thương cảm, thông cảm, đồng cảm với hoàn cảnh của mình. Mình còn nương tựa vào nhau nốt những cái quãng đời còn lại. Năm nay mình mới có 55 tuổi, trời cho mình sống 100, mình còn 45 năm nữa thôi. Người như em thì là gì có ai để lấy đấy. Trời ơi, sao lại em nghĩ? Mình làm sao trừ cái trường hợp là mình không đi lại được nhanh nhẹn. Em cũng xác định rồi là không lấy vợ nữa, ở lại nuôi con lại. Thôi thì nuôi con, nhưng mà con nó có lúc nó không cần nuôi nữa đâu đấy. Giờ em lại còn bị cả tiểu đường nữa, nên cuộc sống cũng đấy. Khó khăn, cũng vất vả. Thế cho nên mới lại càng cần một ai đó ở bên cạnh mình mà. Mình không thể trông cậy được vào người kia rồi, thì hãy buông ra để có thể là có thể tốt cho cả hai đấy. Ít nhất là cô cũng tìm đến được với một ai, bởi vì cô ấy không phải là chỉ là người thậm thụt cặp bồ, mà cô đã đưa cả bạn trai về nhà ngoại. Cũng làm đơn mang lên tòa mấy lần rồi, nhưng mà nó bị khó lắm. Cái giấy đăng ký kết hôn ấy thì nó như bìa đất là nó cầm hết, nhưng mà em vẫn tìm được. Em về xã em trích lưu lại, nhưng mà nó lại bây giờ cái ngày thì tháng đăng ký kết hôn mới là cái đăng căn cước thì nó lại lệch ngày lệch tháng nhau. Cái việc ấy là mang tính chất hành chính, làm lại cái giấy đấy. Cái việc ấy là thủ tục hành chính, cái cơ bản nhất là cái lòng mình có quyết không thôi. Thế còn cái lòng mình đã quyết rồi, mình cứ đưa đơn chẳng giải quyết. Nhà này quan trọng, cái nhà đây giờ ly hôn lại phải bán nhà đây thì cũng không được. Thế không bán nhà thì cứ ngồi đấy ôm nhà, xong rồi cô ấy thì vẫn là vợ mình, nhưng cô ấy về nhà cô ấy thay đồ rồi cô ấy đi với một ai đó, rồi trong cái hình ảnh của cô ấy, trong con mắt các con với các cháu là ông thì nhu nhược, bà thì còn ông đấy, nhưng mà coi ông như chết rồi để đi chăm một cái ông khác. Tự nhiên nó... Em thấy cay đắng. Cay đắng thì mình phải làm tự cứu mình thôi nhá. Một là mình nghĩ đi, cái lúc mà khó khăn nhất là nuôi con còn nhỏ, bây giờ một đứa lấy chồng rồi, một đứa thì cũng sắp trưởng thành rồi, mình cũng chẳng đến nỗi nào. Mình cần một người có nghĩa, có tình ở bên mình, với mình trong những cái lúc khó khăn. Còn đây họ đã không đồng hành trong khó khăn, bây giờ đã không giúp gì được, rồi còn ngang nhiên làm những điều cho mình cay đắng ở trong lòng. Sao mình cứ phải ôm, không khác gì mình đang có cái kim đau đâm vào người, nó đau thì mình phải tìm cách để rút ra. Thế còn cái chuyện mà lấy ai nữa hay không thì tính sau. Rất là nhiều người, người ta còn khó khăn hơn em, người ta vẫn tìm được một người cơ bản nhất là gọi là xứng đôi vừa lứa thôi. Mình cũng không cần phải mưu cầu gì quá lớn. Miễn là người ta có đạo đức rồi, người ta cũng gọi là có tình cảm, cũng chẳng cần phải hoa hậu, cũng chẳng cần phải quá trẻ. Nhưng cái đó thì tính sao? Cái cơ bản nhất vẫn phải là xác định, không thể chung sống cuộc sống như hiện nay kéo dài được. Nhá. Người đang bị tổn thương là mình, và hình ảnh trong mắt các con, các cháu là rất xấu đấy. Dạ vâng. Rồi. Hy vọng nên là qua những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn thì anh sẽ quyết tâm. Nhá, bởi vì có kéo dài cái cuộc hôn nhân này thì chắc chắn tương lai cũng không tốt đẹp gì đâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu chương trình bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ tỉnh Yên Bái. Alo. Vâng, mong chị giải đáp sao mà mình lên lại không được lâu mấy ạ. Tức là sao ạ? Anh có thể nói rõ hơn ạ? Giờ là xuất tinh sớm rồi. À vâng, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Xin lỗi cho. Năm nay 37 tuổi rồi. 37 tuổi, anh đã có gia đình riêng chưa ạ? À, có gia đình... 7 đứa cháu, mất một đứa còn 6 đứa. À thế ạ. Gần đây mới bị hiện tượng đó à, hay là cũng lâu lâu rồi mới gọi lên đây? Cũng là từ cái lúc mình lấy vợ. Vâng, thế là cũng khá lâu rồi đúng không ạ? Vâng. Vâng.
Chắc là cũng còn ngại ngần. Hôm nay bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tiếp chuyện và chia sẻ với anh nhé. Xin mời ạ. Alo, chào em. Ơi, em nói là khi mà gần vợ thì cứ có cái hiện tượng gọi là trên bảo dưới không nghe ấy hả? Không phải ạ, vẫn thích ạ. Vẫn thích. Kể cả đi qua đường nhìn thấy người ta tôi cũng thích. Nhưng mà đến lúc mình trèo lên thì được 1-2 phút nó lại xuất tinh rồi. 1-2-3 phút. Có lúc còn không được 2 phút đâu, không đầy 2 phút đâu. Không đầy 2 phút đâu. Vâng, thế mà bị từ cái hồi lấy vợ ấy. Đúng không? Thế mà xong rồi là vẫn cứ còn có 7 con được. Thế cho nên là đánh nhanh đấy. Đấy là còn đánh nhanh đấy, đúng không? Đánh chậm thì khéo còn 7-2-14 rồi nhỉ. Rồi, thế cái việc nhanh như thế thì về khía cạnh con cái thì là không sợ rồi nhỉ? Còn có 6 đứa cơ. Thế nhưng bây giờ cái gì nó làm cho mình phiền lòng nhất? Và mình muốn cải thiện cái gì? Kiểu là mình muốn nó lâu lâu một tí đấy. Lâu lâu một tí, nhưng mà từ khi lấy vợ là bao nhiêu năm rồi nhỉ? Lấy vợ bây giờ cũng là trên mười mấy năm, gần 20 năm. Gần 20 năm rồi. Và bây giờ thì muốn nó lâu lâu một tí. Từ khi mà 2 năm, 3 năm thì không muốn. Bây giờ tự nhiên lại muốn nó lâu lâu một tí. Vợ có muốn lâu không? Muốn động viên nhau lâu lâu một tí. Động viên nhau. Nhưng mà vợ nó có muốn lâu lâu một tí không? Hay là chỉ có mình thôi? Đấy, chỉ có mình thôi, mình không hỏi vợ được. Thế à? Thế bây giờ phải hỏi vợ xem là vợ có muốn lâu lâu một tí không? Sợ vợ mệt đấy. Thế sợ vợ mệt thì 2 phút là được rồi nhỉ? Được rồi, 2 phút là được rồi. Tại vì nó từ lâu lắm rồi, đúng không? Thế còn tự nhiên chẳng biết làm sao, gọi là gần 40 tuổi rồi, nó cũng chưa phải về già. Nhưng mà vào cái trạc tuổi con cái đầy huề, xong là sức khỏe nó thì tự nhiên lại có nhu cầu nó lâu lâu một tí, đúng không? Thì để cho mình thỏa mãn cái muốn của mình thôi. Vậy thì phải tìm cách thay đổi đi. Đổi món ăn ạ? Không đổi món, đổi kiểu thôi. Chứ đổi món có khi lại còn hỏng hẳn. Sợ mà, xong lại bệnh tật mà. Thế thì bây giờ cứ nói chuyện với vợ, thoải mái với vợ đi. Thì tâm tình thủ thỉ với vợ lâu lâu vào, và chuyện trò với nhau, tình cảm với nhau, rồi ôm hôn nọ kia nó. Ôi trời, em cứ gần vợ là muốn lên ngay cơ. Thế bây giờ phải kiềm chế từ từ thôi. Đúng không? Thế xong xong rồi là nói vợ hợp tác với. Nhưng mà nhìn một tí nữa là sắp ra luôn đấy. Cần nhìn lơ nó sắp ra luôn đấy. Nó không nghe mình đâu. Nó không nghe mình ấy hả? Thì phải luyện. Thế còn nếu mà muốn nó lâu lâu một tí, cải thiện một tí, thì cái thứ nhất là sức khỏe, khỏe lên. Có rượu chè thuốc lá không? Không, là rượu thỉnh thoảng đi cúng thì mới uống thôi. Còn ở nhà thì kể cả tháng em không uống. Thế ạ. Cúng cho người ta, đấy là lên mâm người ta mời ít nhất phải uống vài chén. Rồi ạ. Vâng. Thế thì đúng rồi, đi làm việc đôi khi nó cũng khó ở chỗ đấy, đúng không? Thế đấy. Thế nhưng mà như thế là cũng tạm chuẩn rồi. Thế có nhai thuốc lào không? Thuốc lào thì em thỉnh thoảng em cũng hút mấy điếu. Thuốc lào thôi, không thuốc lá em không hút ạ. Thế à? Thế thấy còn có người nhai cả nắm vốc thuốc lào vào mồm cơ. Lúc đi cũng cả đêm, qua đêm đấy, buồn ngủ đấy, vẫn phải hút vào 2 điếu. Rồi, thế là cũng biết cầm chừng rồi, đúng không? Bỏ được hẳn thì càng tốt. Thế nhưng mà vì công việc thì một tẹo teo như thế thì thôi, đành chấp nhận. Vì vậy là sức khỏe chung ý, nó phải lên. Tất cả sức khỏe tổng thể nó phải lên. Thế còn muốn cải thiện, nếu mà mong mỏi nó mà là rất là cần thiết ý, và nó làm cho mình tập trung quá mà không được, khó chịu, thì mình đi đến các bác sĩ nam học. Xem họ khám, xem là có cải thiện được cái gì mà đúng theo cái nghĩa gọi là khoa học đi, đúng không? Còn nếu không, 20 năm nay thì tìm những cái vui vẻ nó gia cố thêm vào, xong rồi thuận vợ thuận chồng cho nó thoải mái, thế được rồi nhá. Hy vọng rằng những chia sẻ của bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ giúp cho anh củng cố thêm được cuộc sống vợ chồng. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình, xin được cảm ơn bác sĩ ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Phước. Alo, Bình Phước đâu ạ? Dạ em ạ.
hỏi là ý là em vừa quen bạn trai được 2 năm nhưng mà cũng tính đến chuyện hôn nhân. Rồi. Nhưng mà anh cứ khất lần khất lượt là ý là gia đình chưa có điều kiện á. Rồi. Cưới được xong rồi đến khi quen đến hơn 2 năm thì bắt đầu kiểu em cũng chán ấy. Rồi. Em cũng có quen người khác nhưng mà quen chỉ giống như kiểu làm cho anh giận để mà anh cưới á, nhưng mà cuối cùng rồi cũng giận lắm xong rồi vô rồi cũng đánh nhau này nọ xong rồi cuối cùng lại cứ hứa để sẽ cưới xong rồi cái đến năm thứ ba thì đến khi 3 năm rồi mà cũng không cưới, thế xong rồi mới bảo là nếu mà cuối năm hay không cưới nữa thì thôi không chia tay á. Rồi. Khi xong rồi người ta cũng cho người lớn vô nói chuyện. Rồi. Chị nói là thì cho hai đứa quen nhau nhưng mà chỉ nói quen nhau thôi chứ cũng không tính đến chuyện lâu dài. Rồi. Là cũng không đề cập gì đến cưới xin hết á. Xong rồi mấy tháng sau á là hai đứa cũng có cãi nhau, em cũng chỉ nhắn tin với một vài người bạn kiểu khác giới xong rồi chỉ có tâm sự vậy thôi á. Rồi. Chỉ là anh nó ghen xong rồi anh nó cãi qua cãi lại, hai đứa đi ra ngoài đường mà cãi nhau cãi lại. Hay là anh chạy 100, anh kéo 100 luôn, ý là anh muốn cho chết luôn á. Rồi. Lúc đó anh có đe dọa em là nếu như mà em còn lăng nhăng như vậy á, thì nếu mà em còn tính bỏ anh á, là anh ấy sẽ cho chết luôn vậy đó. Ừ. Thế lúc đó là em không dám nói gì nữa, nói chung là anh điên lên thì em im lặng xong rồi thôi. Thế là rồi cũng thôi, thấy em thôi là thôi, cho về, chỉ muốn bảo toàn tính mạng để về thôi, chỉ về tới nhà rồi là bắt đầu em cũng bình thường, ông nói gì em cũng nghe hết á. Xong rồi khi ông về thì em có điện cho mẹ, ông nói là em với anh nó không ở được, không quen được với nhau nên là muốn hai bên gia đình là vô can thiệp để anh nó không, nói chung là đừng đe dọa tính mạng nó. Thì mẹ cũng có nói là cái gì ý là người lớn đã vô nói chuyện rồi á, mà lại rời bỏ thì không có được. Xong rồi kêu là nếu mà nói như vậy thì về bác chỉ bảo lại thôi chứ không được, ý là người lớn chứ vô nói rồi chứ không phải chuyện cho đùa. Bây giờ là đến bây giờ là tự nhiên em cũng không muốn cưới nữa, nhưng mà hết dịch này thì người ta cũng kêu là cho gia đình vô cưới đó, mà tự nhiên em cũng không biết là có nên cưới nữa hay không. Thì tại vì em thấy là anh ấy kiểu khi giận lên là anh có thể đe dọa mẹ mình ấy, nên là mình cảm thấy sợ ấy. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, chào em gái, năm nay bao nhiêu tuổi? 24 ạ. À, mới có 24. Thế yêu cái anh này 3 năm, tức là từ lúc 21, hai em làm cùng công ty à? Dạ. Mình ở Bình Phước, thế anh ấy thì quê ở đâu? Cũng ở Bình Phước này luôn ạ. Tức là quê nhà anh cũng ở Bình Phước. Cách nhau có 4 cây thôi. À trời ơi, thế à? Anh ấy bao nhiêu tuổi? Dạ, 25 ạ. Trời ơi. Con người ta mới có 25 tuổi, con trai đang đi làm công ty, nó cũng chưa vội lấy vợ. Mình tất nhiên mình hiểu con gái thì cũng muốn, đằng đã yêu rồi thì cũng muốn cưới thì cho nó yên tâm, yên bề gia thất, cho nó đỡ ngộ nhớ lại cô nọ cô kia, đúng không? Thế nhưng mình phải hình dung là con nhà người ta ấy, là mới có 25, nhiều thanh niên bây giờ 30 người ta nghĩ gì đến chuyện lấy vợ đâu. Quan trọng nhất là phải làm đi kiếm tiền để nó ổn định cuộc sống, rồi học tập, rồi nâng cao cái nọ, nâng cao cái kia. Thế nhưng mà thôi, hai đứa đã còn rất là trẻ đã mà đã yêu nhau 3 năm. Mình thì cứ sốt ruột thế, chứ thực ra thì đúng như anh Văn nói, rằng gia đình người ta cũng đầy đặn, người ta cũng đến ngày đến tháng, người ta cũng đến ra mắt nói chuyện với người lớn, đồng ý cho các cháu tìm hiểu. Thế còn người ta chưa chuẩn bị cưới thì lấy đâu người ta có thể nói gì hơn. Người ta cũng phải xem ngày xem tháng rồi nó hợp tuổi hợp tiết rồi được lúc nào, chứ phải thích là cưới đâu, đúng không? Ý vấn đề hôn nhân nó cũng là cái vấn đề mà quan trọng. Hơn nữa là người ta cũng về nhà mình, người ta cũng nắm được tình hình. Người ta kén con dâu ấy là người ta nhìn chính vào cái cô gái đấy. Chứ còn nhà mình có giàu, nhà mình có là đại tỷ phú chăng nữa thì thật ra người ta cũng có xúc được của nhà mình về đâu, đúng không? Nhà mình có nghèo có khó, đôi khi người ta lại càng quý, bởi vì cái con bé này nó sinh ra trong gia đình nó cũng khó khăn, cho nên là nó cũng chịu đựng vất vả từ nhỏ, rồi nó cũng chịu thương chịu khó, nó cũng chịu khó làm ăn, ví dụ như vậy, lại càng quý chứ không phải là người ta coi thường đâu. Cho nên thứ nhất là thấy một tín hiệu rất là mừng là gia đình đã có sự đi lại. Thế rồi là bạn kia yêu mình đấy chứ, yêu 3 năm trong tự nhiên chưa kịp cưới, chưa nói là câu nào câu kia, đã lại ngồi đấy nhắn tin với lại vài ba bạn trai khác. Mục đích của mình là để khích anh ấy, nhưng mà cái cách khích ấy rất nhiều bạn gái đã bị thiệt mạng đấy. Bởi vì thế này là cái tình cảm, tình yêu không trò đùa được, người ta đang yêu mình tử tế. Thế còn mình mong muốn cưới thì phải tâm sự cho nó ra đầu ra đua. Em biết là anh còn rất là trẻ rồi, anh cũng mong muốn là chưa muốn bị ràng buộc cái chuyện vợ con ngay, nhưng mà anh phải nhớ rằng em là con gái,
em cũng yêu anh mấy năm rồi mà ba mẹ em cứ nhắc mãi không thấy nói đến chuyện cưới xin, thành em cũng sốt ruột, thế thì ý anh thế nào? Để cho người ta giải thích cho một câu cho mình nó yên tâm. Khi mà đã đang còn tình cảm quý mến nhau, đang yêu nhau, mà mình cái việc cứ dằn dỗi xong rồi mình lấy một cái biện pháp là đi giả vờ quen với người này, giả vờ kết bạn với người kia ấy, là cái sự ghen tuông nó lên kinh khủng lắm. Nhất là với những thanh niên trẻ mà nó chưa có kinh nghiệm sống, nó chưa quản lý tốt cảm xúc của nó. Nhiều trường hợp là xảy ra án mạng đấy. Em cũng đã thấy rồi đấy. Anh đã lôi em ra nơi chỗ gì đấy, anh ấy muốn chạy xe để cho em té xuống rồi này. Nhưng mà em cũng chưa rất nhiều lần rồi nhưng mà anh không cho. Em có nói với gia đình hai bên, nói chung là chia tay cũng nhiều lần rồi nhưng mà anh cứ vô đe dọa tính mạng của em, bắt buộc không cho chia tay. Mình phải làm biện pháp giãn từ từ, đương tự nhiên vui vẻ, tuần gặp nhau mấy lần, thậm chí là cái gì mình cũng ngoan ngoãn nghe lời, đùng cái nói thôi chia tay nhau đi, người ta sẽ sốc. Thế nhưng mà giãn cách nhau ra thấy mối tình là cũng nhạt lắm rồi, một tuần cũng chả gặp nhau, một lần cũng chả thấy nhớ, thì rồi vân vân, đến lúc ấy mình nói chia tay nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Cái gì nó có lộ trình ấy. Mình cũng phải quen hàng năm rồi mình mới nảy sinh tình yêu, thế thì đến lúc mà muốn làm cái chiều ngược lại là thôi yêu ấy thì cũng phải cần có thời gian chứ, cứ cắt đột ngột như thế rất là không tốt. Tuy nhiên bây giờ này nhìn lại cái mối quan hệ của em ấy, còn yêu anh hay không? Dạ, nói chung là em bây giờ sợ nhiều hơn yêu. Sợ vì gì? Chung là sợ vì thấy anh cứ kiểu lúc mà anh dịch lên là có khả năng là anh giết mình lúc nào á. Thế hả? Ý là anh rất là ghen, em chỉ cần nhắn tin với bạn, chỉ bạn bè, bạn bình thường em không giấu tin nhắn luôn, nhưng mà anh cũng ghen. Cái ghen ấy nó cũng có nhiều người cũng giống thế chứ không đến nỗi là một mình anh ấy. Thế nhưng mà người ta sẽ ứng xử với cái ghen ấy sẽ khác nhau. Anh ấy thì cũng đã nhiều lần đánh chưa? Dạ, cái hôm đấy mà em giận quá em có điện cho mẹ đó, là kêu là chia tay đó, là anh nó vô tận nhà, leo rào, leo tường vô phòng luôn á, kêu là nếu như mà bỏ ông là ông giết á. Ừ, đấy. Nói chung là giờ có một người khác người ta thương em, mà tự nhiên nói chung là em cũng có tình cảm với người khác. Đấy, đừng có lộ cái đấy là vội. Em sợ cái người này. Đừng có lộ cái vội là vội. Tay nhưng mà không có được. Chưa chia tay được cái ông mà hơi một tí là đã bạo lực này, mà lại còn lộ ra rằng là phải chia tay thật nhanh để đến với cái ông mới kia, thì cái người mà người ta đã vốn đã nóng tính và người ta lại nghĩ rằng chỉ vì cái người mới này rồi mà sẵn sàng hất đổ một cái mối quan hệ, một cái mối tình 3 năm nay và người ta thương mình như thế chỉ vì người mới, thì rồi không chỉ mình bị bạo lực mà cái bạn mới này cũng dễ bị lôi kéo vào. Ở đây ứng xử thật khéo, mình đã dây với một người mà có cái tính vừa ghen tuông lại vừa có tính bạo lực thì mình phải hết sức mềm mỏng, hết sức là khéo léo. Bây giờ thế này, chưa nói gì đến vội là có cái ông bạn mới kia, cứ nói các bạn là kiên trì kiên nhẫn, bởi vì em để giải quyết cái tình cảm với bạn trai cũ của em đã, bởi vì hiện nay còn đang rất là phức tạp vì anh ấy không nhất trí để chia tay với em và có những cái hành động mà rất là đe dọa, sợ rằng rồi lại liên lụy đến anh, cho nên là em cũng đừng có thể hiện cái gì và anh cũng đừng đến gặp em, khi mà biết đâu cái ông kia ông theo dõi ông biết đâu. Rồi. Dạ, anh này anh giờ anh trai mặt lắm, ngày nào anh cũng vô vậy đó, cả điện thoại hay gì là ông quản lý hết. Có bao giờ mình sợ quá nỗi báo công an không? Hiện nay đang có một đối tượng như vậy là gọi là người yêu nhưng mà thật sự ra quản thúc rồi giám sát rồi theo dõi rồi đe dọa. Những cái lần mà ông nhắn tin ông bảo tao sẽ giết này chẳng hạn, lưu lại, thế rồi mấy lần cãi nhau chửi ông ấy mà có cầm dao hay là nhảy qua tường rào ấy, mình chụp ảnh chụp hình lại, thì sau này mình có nhờ đến các cơ quan pháp luật ấy, bảo vệ pháp luật ấy, thì mình cũng có bằng chứng một chút, cái mình cứ kể miệng không với người ta cũng sẽ khó hình dung, đúng không? Vài lần ông đe dọa, có cái clip mà đe dọa rồi có cái clip đang cầm dao chém vung loạn xạ lên chẳng hạn, rồi là một cái clip mà trèo tường nhảy uịch xuống, mình phải gọi là tích góp cái bằng chứng để đến lúc mà mình thật sự mong muốn dứt hẳn thật sự thì phải nhờ đến các cái cơ quan bảo vệ pháp luật. Còn trường hợp như này mà cứ chung là anh tức lên thì anh mới vậy thôi, chứ còn bình thường thì anh không hề điên lên là anh vậy đó. Thì hầu hết anh điên thì nó mới điên, còn nếu bình thường vui vẻ thì làm sao mới điên được. 3 năm thúc hối thúc xong bây giờ người ta bảo là chờ hết dịch thì người ta sẽ cưới, thì mình lại muốn ngãng ra, xong đã có chưa giải quyết xong anh này, đã có mà anh đứng ở đầu ngõ chuẩn bị đón thì làm gì người ta trả tức. Cho nên ở đây này, ứng xử của mình hết sức là cẩn trọng. Ăn ở với nhau 3 năm nay rồi, muốn chia tay nó cũng phải từ từ, nó phải có lộ trình, nó có nghĩa có tình một tí chứ, chứ hất đổ như thế làm nó cay. Là tất nhiên không ai bênh vực, không ai bào chữa cho những hành vi là bạo lực, thế nhưng mà mình phải đừng gây ra những cái mà làm khiến cho người ta sốc. Rồi, bạn đã nghe
rõ những lời chia sẻ của anh Đinh Đoàn rồi chứ, và hy vọng bạn cũng sẽ có cách xử lý hợp lý nhất. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Dạ alo ạ. Rồi chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? À, năm nay 19 tuổi ạ. À 19 tuổi, chào chàng trai. Rồi sao? Trong khoảng cuối năm lớp 9 ạ. Ừ. À, kiểu bạn bè cháu nó rủ dê cháu xem mấy sách ạ. Rồi. Thì là bắt đầu từ lúc đấy người cháu thích thì ngày nào cháu cũng xem nó. Một tuần nó rủ dê là khoảng 45 lần rồi. Rồi. Đến tận bây giờ thì khoảng một tháng trước thì cháu kiêng được một tí. Rồi. Nhà bác sĩ có biện pháp nào để lấy rồi không ạ? Thì bây giờ hiện tại là một ngày thủ dâm mấy lần hay một tuần thủ dâm mấy lần? À, một tuần là tuần này thì tuần trước thì là cháu thủ dâm 2 lần ạ. À, rồi tuần này thì bao nhiêu? Tuần này thì chưa, cháu... À, tuần này kiêng thì kiêng. Kiêng. Cả tuần này chưa làm cái nào đúng không? Kiểu là cháu cũng nhìn thấy mấy cái ảnh ở trên mạng xã hội ấy ạ. Ừ. Rồi thì tắt 3G đi, tắt wifi đi thì đỡ phải lên mạng xã hội làm gì? Thì là quên ngay. Không làm nó khó chịu lắm ạ. Thế à? 19 tuổi là sinh viên hay là đi làm rồi? À, cháu đang sinh viên ạ. Đang sinh viên à? Bác sĩ Vũ Minh Phượng để xem là cái chuyện mà với chàng trai 19 tuổi một tuần đang kiêng từ 7 lần xuống còn 2 lần và tuần này thì chả còn lần nào thủ dâm cả thì có được không nhá? Vâng. Chị chào em. Chào chị ạ. Ừ. Cái lúc kiêng ấy thì có thấy người khó chịu không? Không ạ. Tuần này chưa lần nào nhưng mà cũng không thấy khó chịu gì. Vâng ạ, chẳng chưa đến lúc rồi. Và chắc là bản lĩnh, cho nên là cũng biết rằng là mình cứ xem cái phim sách ấy là bắt đầu mình bị kích thích, đúng không? Và cái chuyện ấy nó xảy ra, cái chuyện như là cháu kể ấy, nó hoàn toàn bình thường. Thế và ở cái tuổi 19 có bạn gái chưa? À, cháu chưa. Chưa à? Ừ. Đến bây giờ thì là lo sợ nếu mà cứ nhiều quá thì sau này nó ảnh hưởng à? Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Cái đấy ạ. Ừ. Thế thì bây giờ một tuần 2 lần thì không vấn đề gì. Nhưng mà mấy tuần trước thì là tuần 7 lần nhưng có ngày hay là có ngày 2 lần liền ạ. Ừ. Cứ nếu mà một ngày mà cứ mở cái trang mạng ra mà cứ thấy thì có thể 2 lần mà mở 3 lần thì lại 3 lần đúng không? Ừ, thế thì rõ ràng những cái trang sách ấy nó làm ảnh hưởng đến mình nhá. Và nó cứ làm cho mình có cái nhu cầu đó nó trỗi dậy. Thế và bây giờ mình cũng lo lắng về khía cạnh sức khỏe ấy, thì không vấn đề gì cả. Nhưng về khía cạnh gọi là xã hội ấy, thì người ta cũng lo ngại một cái là nếu mà mình cứ quen với những cái thỏa mãn nhu cầu tình dục bằng cách tự mình sướng ấy, hiểu không ạ? Và nó thành nếp đi và sau này thì khi mà gặp bạn gái, khi mà có gia đình thì cái sự hòa hợp, tức là mình quen với cái cũ quá rồi cho nên rằng là có thể nó lại trở thành trục trặc. Và cái lúc mà mình có gia đình ấy thì cái sự hòa hợp nó là một yếu tố để giữ hạnh phúc gia đình ấy, thì lúc đấy là nó lại bị ảnh hưởng. Chứ còn như cháu bây giờ là đã giảm xuống, biết rằng có hại, chắc là sinh viên cũng biết là có hại đấy, cũng biết ít nhiều là có ảnh hưởng đâu đó đấy, cho nên là mới tự giảm xuống, đúng không? Và giảm xuống được còn một tuần 2 lần, một tuần 3 lần thì không có vấn đề gì cả. Cháu cũng nên có bản lĩnh, có nghị lực để mà giảm bớt cái lướt vào mạng, vào những cái tranh ảnh đấy đi, đúng không? Để giữ cho mình ở một cái nhịp bình thường thôi, không vào những trang đấy mà vào những trang khác để học tập. Thế rồi là tự tập thể dục thể thao. Covid thì không tham gia được các cái câu lạc bộ bên ngoài ấy, thì mình tự thể dục thể thao để mà gì? Để mà nó xả bớt năng lượng đi. Cái người mà nó nhiều năng lượng quá thì cái nhu cầu đấy nó cũng nhiều. Nó cũng xuất phát ấy, nó cũng cần phải được xả năng lượng ấy. Thế thì mình xả bằng các cái hoạt động khác như là hoạt động thể dục thể thao thì nó cũng giảm bớt đi, đúng không ạ? Và giữ ở cái nhịp phải nhất quán để khỏi bị lăn tăn trong đầu, để mà còn tập trung vào học tập. Nếu một tuần 2 3 thậm chí 4 lần không có vấn đề gì. Chỉ có vấn đề ở một cái là mình cứ đâm lao vào những cái trang sách để mà cứ bị nó quyến rũ, thì rồi sợ rằng không cưỡng lại nó và cứ đi theo nó thì lúc đấy nó trở thành có hại. Có hại về mặt sức khỏe tình dục và có hại trong cái việc mà phát triển trưởng thành của mình ấy, học tập của mình nhá. Rồi, nghe rõ chứ chàng trai? À, cháu nghe rõ. Rồi, nhưng mà tuần này chưa lần nào, tức là quyết tâm cực cao rồi đấy nhá. Chúc mừng nhá.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, Vĩnh Phúc đâu ạ? Alo, tôi đang nghe bạn nói đấy, câu hỏi của bạn là gì? À dạ vâng, em chào ban biên tập chương trình. Em muốn hỏi câu hỏi là con trai em nay cháu 10 tuổi. Vâng. Cái dương vật của cháu nó bị cong từ lúc mới sinh á. Vâng. Em muốn hỏi là sau này cháu lớn, cháu lập gia đình, liệu cái dương vật thì nó có ảnh hưởng gì thứ nhất thì đến chuyện quan hệ vợ chồng, ảnh hưởng gì đến con cái không ạ? Ờ, nhìn nó cong là cong khi nào? Khi nó xìu hay là nó cương? Cháu cong từ lúc mới sinh ra, nó đã cong rồi. Cái dương vật của cái thằng cu 10 tuổi con trai bạn ấy thì nó cong. Nó cong khi mà nó xìu hay là nó cương, cứng? Nó lúc nó xỉu nó vẫn cong. Đã bao giờ đi khám đâu chưa? Lúc khi mà cháu 3 tuổi á thì là em cho cháu đi nó hẹp bao quy đầu, em đã cho cháu đi chích bao quy đầu rồi. Thì bác sĩ có nói là cứ để sau này theo dõi nó lớn lên xem nó như thế nào đến lúc 10 tuổi đấy. Xem nó như thế nào thì cho đi khám. Nhưng em định nghỉ hè cho đi thì cái thời điểm này là vào hè nó lại dịch thì em chưa muốn đi viện, nó bị hốt no thì muốn hỏi xem là bác sĩ tư vấn cho em xem như thế nào. Thì đã có những trường hợp này, đã có trường hợp nào xảy ra chưa ạ? Trường hợp với con nhà em đã có trường hợp nào xảy ra như thế chưa? Rồi, thế đã bao giờ bảo chồng kiểm tra xem cái cu cậu khi mà lúc cương lên thì nó cong như kiểu gì không? Không, cả bố cháu cũng biết mà. Ừ. Cả bố cháu cũng biết, nó chỉ cái đầu của nó là nó hơi cong vắt sang bên trái, nó hơi cong một ít thôi. Bây giờ nó có hẹp bao quy đầu nữa không? Bao quy đầu bây giờ thì cháu không hẹp, nó lộn ra được rồi ạ. Lúc bé cháu bị hẹp thì em cho cháu đi chích, vợ chồng em cả hai vợ chồng. Sau khi đi chích thì nó mới cong đúng không? Không, cháu cong từ lúc cháu mới sinh ra, cong bẩm sinh ấy. Rồi. Thì em sợ sau này nó có ảnh hưởng gì đến quá trình sinh con và quan hệ vợ chồng của cháu không ấy. Bây giờ lo cho nó phát triển bình thường đã, chứ chi đã lo đến chuyện quan hệ vợ chồng làm gì nhá. Thì đấy, vâng ạ. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn. Ừ, chị chào em. Dạ vâng, em chào chị ạ. Thế nghe em kể rồi thì là từ bé cháu nó vẫn cứ hơi cong sang bên trái một tí, đúng không? Vâng ạ. Nhưng bây giờ tưởng tượng thế nào là cong một tí nó cũng khó. Thế em đã bao giờ nhìn thấy dương vật của con em mà cái lúc nó cứng cứng ấy, ví dụ sáng ngủ dậy ấy, có bao giờ nhìn không? Có chị ạ, bởi vì bây giờ em vẫn tắm cho cháu mà. À. Nhờ tắm cho cháu là nó, khi nó cương lên là nó vẫn cứ hơi cong. À, khi nó cương lên nó vẫn hơi thôi gì, hay là nhiều? Tóm lại là như này. Thế thì lúc tắm là, hoặc là lúc em cũng đã từng quan sát thấy dương vật của con em cái lúc mà nó cương cứng rồi gì? Vâng ạ. Và nó vẫn cứ hơi cong, đúng không? Vâng, thì ạ. Thì bây giờ cháu nó 10 tuổi. Ừ, cái mức độ thế nào là hơi ý, và nó ảnh hưởng đến cái chuyện sau này hay không ý, thì phải khám. Bởi vì cái hơi hơi mà theo nhận định chủ quan nó cũng khó xác định. Tuy nhiên rằng là bây giờ em phải đi khám và hai vợ chồng xác định như thế. Nhưng bây giờ vào cái thời điểm này là COVID. Đấy. Cho nên là em trì hoãn cũng được bởi cháu mới 10 tuổi. Vâng. Nhá. Cho nên cũng không cần phải vội vàng. Tuy nhiên hết COVID một cái là cũng nên đi can thiệp, tức là cũng nên đi khám để mà quyết định cái việc là can thiệp, có cần can thiệp phải phẫu thuật nho nhỏ gì đó không, thì để cho cháu nó trở về cái bình thường, hoặc là để lâu quá thì rồi cũng ngại sau này nó cũng khó nha. Thế thì cần phải đi khám nhưng mà cũng không cần thiết phải vội vàng lắm. Đợi qua cái COVID đi nhá. Đấy, em muốn hỏi là bác sĩ đã tư vấn mãi thì đã gặp những trường hợp làm như con em chưa? À, người ta còn cong lắm cơ. Thì đến lúc đấy là phải phẫu thuật rồi, nó cong đến mức mà nó bị đau ấy. Đấy, thì tùy mức độ thì là người ta sẽ có cái cách xử lý khác nhau. Thế còn con nhà mình nó chỉ hơi cong, hơi vẹo một tí, đúng không? Đúng rồi, con em nó hơi vẹo thôi. À, thế nếu mà hơi hơi mà nó không ảnh hưởng gì thì cái việc đấy phải là bác sĩ khám và bác sĩ nhìn nhá. Thì và cái quan trọng rằng là chưa phải là quan trọng, tức là không cần phải như là một trường hợp cấp cứu mà phải đi ngay. Vâng ạ. Được không? Vâng ạ. Đấy, em muốn hỏi thì bé này là can thiệp nó dễ hơn. Lúc 3 tuổi đi khám thì bác sĩ cũng bảo cháu là sau này để đến 10 tuổi. Đúng rồi. Thì cái lúc đấy là cháu nó bắt đầu dậy thì ấy, thì nó có những cái thay đổi đi thì nó sẽ dễ dàng hơn. Và nếu có phẫu thuật thì người ta cũng đợi đến lúc đó nhé. Rồi, bạn đã nghe rõ rồi chứ? Xin chào bạn nhé. Vâng, em xin cảm ơn chương trình ạ. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Sơn La. Alo, Sơn La đâu ạ?
Alo ạ. Ừ, tôi đang nghe đây, câu hỏi của bạn là gì? Dạ, anh ơi, em muốn hỏi về cái chuyện tình cảm của em trước đây giữa em với anh ấy ạ. Rồi, làm sao? Dạ, trước đây em có quen một anh ở Hải Dương ạ. Rồi, Sơn La quen Hải Dương, xa phết. Rồi, sao nữa? Dạ, bởi vì cái chuyện tình cảm của em là nó cũng rất đơn giản thôi. Bởi vì anh cũng có gia đình ý anh. Ừ. Thì anh cũng nhiều tuổi rồi, em thì cũng còn ít tuổi thôi. Nhưng vì em quá yêu thương anh ý ấy. Ừ. Bởi vì là anh nghĩ là tối ngày cứ hay nghĩ lung tung, rồi cứ hay nói xấu em ấy với bao bạn bè em, với bao người khác ấy, về nhà rồi các thứ bạn bè của em, anh ấy cứ hay nhắn tin rồi đi nói xấu em. Anh ấy bao nhiêu tuổi, bạn bao nhiêu tuổi? Dạ, anh ấy sinh năm 66 ạ, em sinh năm 83 ạ. Thế thì anh ấy 66 chắc là lên chức ông rồi ấy nhỉ? Dạ vâng ạ. Ừ, thế bạn đã có gia đình chưa? Dạ, tớ có gia đình rồi nhưng mà tớ chia tay rồi ạ. À rồi, ấy là ấy có gia đình rồi nhưng ấy chia tay rồi đúng không? Dạ, vâng, anh ấy vẫn còn vợ con ạ. Rồi, thế còn anh ta thì không chia tay đúng không? Mà đang yêu nhau như thế mà anh ta lại cứ nói xấu mình với gia đình mình và bạn bè mình. Đúng rồi, ông cứ nhắn tin đi nói xấu thế này thế kia, kiểu như sống là cứ không tin tưởng nhau ý. Rồi, thế bây giờ mong muốn điều gì? Dạ. Mong muốn anh ta nói tốt đẹp về mình với tất cả mọi người thôi à? Không được nói xấu nữa. Dạ không phải, bởi vì mình chỉ nghĩ rằng là nếu mà yêu nhau mình phải tin tưởng nhau, sau cứ nghe người ngoài nói một hai chuyện khác xong lại cứ đi bê xấu người mình yêu thương mà thì anh tay ấp chân gối với nhau thì mình không biết tại sao nguyên nhân lại thế được anh nhỉ? Rồi, thế thì yêu nhau thì có xác định là sẽ anh ta sẽ bỏ vợ để lấy mình không? Dạ, bởi vì anh cũng lên trên nhà em ra mắt rồi ạ. Ra mắt làm gì? Ra mắt một anh chàng đã có gia đình, chưa bỏ vợ, ra mắt bên nhà người yêu. Dạ vâng, anh vẫn bảo là anh chấp nhận lấy em. Còn vợ anh vẫn là vợ anh vẫn tin là cả hai nỗi. Bởi vì em cũng chấp nhận, em cũng bảo là anh thương em thế nào anh vẫn phải thương vợ anh như vậy. Ồ, bạn có học cái luật hôn nhân và gia đình không? Không, bởi vì cũng nghĩ hay là cái vùng trên Sơn La ấy, bạn là người dân tộc à? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Dân tộc gì đấy? Dạ, Thái mình là dân tộc Mường ạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Anh ấy còn ở dưới Hải Dương hay anh ở trên nhà em? Dạ anh ấy về 3 hôm nay rồi ạ. Anh về với vợ anh ấy rồi đúng không? Thế trước là anh ấy lên trên Sơn La, anh ấy làm việc đúng không? Rồi mình quen anh ấy. Rồi dạ không, trước đây tớ với anh ấy quen nhau trên mạng ạ. Ủa thế cả, một anh sinh năm 66. Gặp nhau, ở với nhau, vâng ạ. Rồi, sau đấy thì anh ấy hẹn hò, sau đấy thì anh ấy bỏ Hải Dương, anh ấy lên trên nhà mình, anh ấy ở với mình. Dạ không, tớ đi làm ăn với nhau từ Quảng Ninh xong lại ra Hưng Yên ạ. À. Thì trong khoảng thời gian là ở với nhau thì tớ chấp nhận, thì tớ cũng có đứa con rồi nhưng mà tớ lại muốn thì tớ có đứa con, xong ông ấy lại không nói với tớ. Trong khoảng thời gian ông cứ nhắn tin với bạn bè của tớ bảo là tớ đi phá cái thai đi, trong khoảng thời gian là cái thai để đi 5 tháng rồi. Tức là cái hồi mà mình quen anh ấy là ấy đang có thai, là thai với chồng cũ hay là thai với anh ấy? Không, thai với ông ấy, bởi vì chưa bao giờ rời xa nhau một bước ở với ông, nhưng ông lấy cái lý do ông cứ bảo là có một cái thời gian khoảng cái thời gian cách ly ông không lên được ấy. Ừ. Thì ông lại nghĩ tớ đi gặp người khác thế này thế kia, ông cứ nhắn tin với con bạn thân của tớ bảo là tớ phải đi bỏ cái thai ngay. Rồi, em là người thực ra thì mình cũng còn không trẻ lắm, nhưng có lẽ là mình cũng ít va vấp cuộc sống. Mình lớn lên một cái là mình lấy chồng xong mình sinh con, xong mình cứ nghĩ thế nào mình làm thế thôi, mà mình cũng không hiểu biết đàn ông. Thật ra mà cái ông sinh năm 66 mà ông đã lên chức ông rồi mà, ông chỉ muốn cặp với cô nào thời gian thỉnh thoảng ngủ với nhau một cái thôi, yêu với thương gì. Thế cho nên là, và cô ông không muốn là dây dưa phức tạp, tự nhiên mình có thai ra đấy rồi biết đâu mình lại ăn vạ. Ông còn lo rằng là mình đã biết các bùa ngải gì đấy này, chài mồi gì ông ấy, rồi phá vỡ hạnh phúc nhà ông ấy. Ông ấy chỉ là một anh chàng ăn vụng thôi, còn ông vẫn bảo vệ hạnh phúc gia đình nhà ông ấy. Cho nên là khi mà cô bồ mà có thai là ông sợ lắm, cho nên ông ấy xui là phá thai đi. Ông ấy lấy lý do là đã chắc gì là thai của ông ấy, chắc dịp Covid này ông không lên được, chắc là ngủ với người khác. Tức ra là ông ấy không muốn có những cái gì gắn bó lâu dài, và cũng không muốn là có trách nhiệm, mà cũng không muốn có dây dưa con với cái ra phiền lắm. Không có thì thôi, chứ đàn ông mà đã có đứa con không thể không đi lại, mà đi lại rồi vợ mà nó biết hoặc là con nó biết rồi thì cũng không hay. Chưa nói đến vấn đề vi phạm pháp luật chung sống với một người mà đang có vợ, mà mình lại bảo là anh yêu em thế nào thì vẫn phải yêu vợ anh như thế, tức là mình em sẵn sàng mình chấp nhận vợ hai dù là dân tộc gì thì chả thế được, chúng ta đang sống theo pháp luật nhá. Thế thì dạ, vâng ạ. Mình phải biết mình là ai. Thật ra thì
ông sinh năm 66 hay ông sinh năm 62 hay là ông sinh năm 70 gặp em cũng không có nghĩa rằng là người ta cứ yêu thương mình đâu. Có thể thích mình, quý mình rồi cũng muốn cặp. Thế thì mình đừng có đặt hết cái niềm tin trông đợi gì. Nó không có cái gì, mối quan hệ này nó bấp bênh kinh khủng luôn ấy. Đã xa nhau thì chớ, ông thì chẳng bỏ vợ, hoàn cảnh thì chẳng giống nhau, mà ông chả mang lại cho mình cái gì. Chả phải bảo là thôi ngoài ra thỉnh thoảng để gặp nhau ông đỡ buồn, xong rồi ông cũng hỗ trợ, ông ấy lo lắng, ông chăm sóc cho mẹ con, thế này thế khác đã đành. Đây thì được cái gì đâu. Thế thì một, xác định là mình mới sinh năm 83, mình có muốn lấy chồng nữa hay không. Nếu lấy chồng nữa thì phải tìm kiếm nơi tử tế đàng hoàng. Chứ mà lấy mà yêu nó có hơn thì hơn dăm ba tuổi thôi, chứ đừng có lấy một cái ông bằng tuổi bố mình mà ông lại đang có vợ vớ vẩn rồi, mà vợ ông ở dưới Hải Dương mà ông biết mà nó tổ chức một chuyến xe nó lên đánh ghen cho thì cũng chết. Lúc ấy không có pháp luật nào, chả có cái xã hội nào bênh vực một cái người mà như mình là trường hợp là phá vỡ hạnh phúc nhà khác đấy nha. Thế còn thì nếu như chỉ cần có một người đàn ông gọi là cặp cho nó vui, và mình thì cùng một lúc duy trì vài ông chẳng hạn, thế thì đừng có quá trông đợi vào cái mối quan hệ này. Đây không phải mối quan hệ để mà em có thể trông đợi hay là hy vọng gì dài lâu. Một bữa nào đấy ông lấy lý do là anh đang bị hút, đang bị tiểu đường, đợt này đang mỡ máu, anh lại mắc chứng nọ anh kia cho nên anh không lên được nữa, anh phải ở nhà, vợ anh nó còn chăm anh, uống thuốc bắc, thuốc nam, thuốc đông, thuốc tây, là ông nghi biến mất. Thế là thôi, mình cũng chẳng biết ông ở đâu, trắng tay đúng không? Mày chẳng anh đi tìm để tìm chồng người khác à, đúng không? Cho nên là mối quan hệ này không có cái gì để mà bạn phải tiếc, phải nuối, phải trông đợi. Thôi thì cái tình cảm nó gặp gỡ nhau đi làm rồi nó va nó đập, một bên thì thiếu bạn gái, một bên thì cần bạn trai, rồi nó va vào nhau, đã chót tha lôi nhau từ Quảng Ninh về đến Hưng Yên, thôi thì chuyện nó đã qua rồi, nhưng không thể tiếp tục cái mối quan hệ này được. Để mình còn có đời, mình còn dài dai còn nhiều, tội gì mình phải vướng với ông già vướng vẩn làm gì cho nó. Đã không có tiền, không có chăm lo, thiếu trách nhiệm, có thai bắt phá, xong rồi còn tính như đàn bà nhắn tin để đi nói xấu người yêu, thế thì yếu làm gì nhá. Tìm người tử tế, anh chàng nào sinh năm 83, 84, 85, 86 gì đấy mà gần gũi mà anh ta không có vợ, hoặc là có vợ rồi nhưng mà ly hôn đi gì, trước hết là phải đúng pháp luật đã, thứ hai là nó cũng ngang bằng phải lứa với nhau. Chứ đây một ông khỏe thế thì khỏe, chứ nhớ là sinh năm 66, năm nay ông 54, 55 cũng là một ông suýt già rồi nhá. Chẳng qua là vì mình còn trẻ thì có khi còn gặp được, thì chứ ở nhà khi là cả tháng chả ngủ với vợ một lần đâu. Rồi, bạn đã nghe rõ chưa? Sáng suốt lựa chọn nhé. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở đầu bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ Hà Nội. Vâng ạ, tôi muốn hỏi chị thế ạ, tôi năm nay 40 tuổi rồi. Vâng. Vì tôi ở với vợ thì mấy năm trước thì rất bình thường, nhưng mà 2-3 năm nay thì bệnh tiểu đường, cái vấn đề sinh lý không đáp ứng yêu cầu của vợ được ạ. Đi lên thì đã bị sinh đi. Vâng ạ. Thế nhưng mà khổ cái là vợ thì đòi hỏi rất cao. Vâng. Bây giờ thì vợ như thế là rất buồn, và cô cũng lo lắng, và cô bảo cái tình cảm nó ảnh hưởng, mà cô bảo là lấy lại có chồng như không thì tôi chán. Vâng, rất là chia sẻ với cái tình trạng sức khỏe hiện nay của anh. Tức là 40 tuổi và 2-3 năm nay thì phát hiện ra bệnh tiểu đường rồi đúng không ạ? Vâng ạ, vâng ạ. Mà muốn uống thuốc tiểu đường thì có chữa cách nào được ạ? À vâng, bây giờ nó cũng ảnh hưởng tới cái sinh lý đàn ông của mình. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình chúng tôi sẽ tư vấn cho anh nhé. Xin mời bác sĩ. Cảm ơn chị Thúy Hải ạ. Vâng, tôi chào bạn. Vâng, chào chị ạ. Thế và hiện nay thì đang điều trị ở đâu ạ? Dạ thì điều trị ở Bệnh viện Y học Quân đội ạ. À thế ạ, vâng. Và lại vẫn sau uống thuốc dimethicone, carbidopa. Vâng, anh chỉ dùng thuốc uống thôi, không phải tiêm đúng không? Dạ vâng ạ, vâng. Điều đường tiểu 2 thì cái loại thuốc ngày uống 2 viên, vâng. Hai loại thuốc đấy chị ạ. Vâng, thực ra thì tiểu đường thì nó ảnh hưởng gần như là toàn thân, dạ, tức vâng là ạ. Nó ảnh hưởng lên rất nhiều các cơ quan khác nữa, vâng chứ ạ. Không phải chỉ có đến cơ quan sinh dục. Dạ thế vâng. Và cũng rất là tiếc cho anh, bây giờ thì cái rối loạn cương dương này nó vừa là do biến chứng của tiểu đường, nó cũng dạ là vâng. Do mình cũng dùng thuốc nữa. Cho dạ nên vâng. Là cái rối loạn cương dương của mình này nó nguyên nhân từ bệnh khác, nguyên nhân từ dạ tiểu vâng. đường. Cho nên là cái việc điều trị của anh bây giờ thực ra để điều trị được rối loạn cương dương tôi nghĩ rất là khó. Chủ dạ yếu là mình điều trị để cho tiểu đường nó ổn định.
nó không quá ảnh hưởng tới cuộc sống của mình, để mình ngăn cho các cái biến chứng của nó tới chậm hơn thôi. Vâng, nhiều người mà người ta mắc bệnh tiểu đường mà được dùng thuốc tốt, người ta có cái chế độ luyện tập cũng như là cái đặc biệt là chế độ dinh dưỡng mà hợp lý thì người ta có thể kéo dài. Mình sống chung với nó bình thường, chỉ có điều là mình đừng bỏ thuốc thôi. Uống thuốc đều. Vâng, anh cố gắng uống thuốc đều để cho nó ổn định cái lượng đường huyết ở trong máu. Và kiểm tra thì vẫn giữ mức tiểu đường là 6,5-7. Vâng, kết hợp thêm với các cái yếu tố khác, ví dụ như là lối sống này, rồi dinh dưỡng, rồi đặc biệt là vận động. Lựa chọn những cái bài luyện tập hoặc là những cái môn đi bộ mới thì tốt quá. Vâng, nó tùy thuộc vào cái điều kiện của anh và tùy thuộc vào sức khỏe của anh. Nếu như mà anh chọn được một cái nào mà mình cố gắng luyện tập được đều đặn nhé, tôi dạy học cho nó mà công việc cũng nhẹ nhàng thôi. Vâng, giáo viên mà. Vâng, bây giờ thì lại cái sức khỏe của mình là quan trọng anh ạ. Tôi cũng rất là thông cảm với anh mà bây giờ vợ thì thấy phải buồn và chán, không đáp ứng yêu cầu của vợ thì chán. Chị bằng tuổi anh à hay là như nào? Vâng, kém hơn 3-4 tuổi ạ. À thế ạ. Hôm nay 37 ạ. Vâng, cũng đang ở cái tuổi mà nó hoạt động rất là mạnh. Thế bây giờ thì anh đã bị như vậy. Bây giờ tôi hỏi các chị Hải ạ. Bây giờ tôi cũng muốn uống thuốc, cái thuốc gì để nó kích thích cái sinh lý như một tí không là chị? Bởi vì bản chất của cái cương dương này nó là do cái biến chứng của bệnh tiểu đường, cũng như là ảnh hưởng tới các chức năng cương của dương vật anh ạ. Thế cho nên là tôi sợ là thuốc thì nó không biết nó có hỗ trợ được cho anh không. Anh đã tham khảo ý kiến của bác sĩ điều trị cho mình ở bệnh viện chưa? Không ạ, thì dám hỏi chị thôi. À thế ạ, vâng. Thế thì bây giờ anh vẫn khám 1 tháng 1 lần hay là 2 tháng 1 lần ạ? Mỗi tháng 1 lần đấy ạ. Vâng. Cứ 3 tháng thì gọi cho kiểm tra lại tiểu đường. À vâng, vâng. Đợt tới khám anh chia sẻ với bác sĩ mà điều trị trực tiếp cho anh đi. Bởi vì là chỉ có bác sĩ là người trực tiếp điều trị cho anh thì mới có thể đánh giá được tình trạng sức khỏe của anh ạ. Ví dụ như là mình mặc dù biết là ở tuyếp 2 rồi nhưng mà nó ở giai đoạn mấy, rồi nó đã ảnh hưởng đến cơ quan nào, anh đáp ứng thuốc điều trị ra làm sao, các cái hoạt động khác của anh nó hỗ trợ cho anh như thế nào. Anh ấy chia sẻ tất cả những cái này với bác sĩ điều trị của anh. Nhiều lúc cũng ngại thì muốn anh hỏi chị thôi. Không có cái ngại gì cả. Uống, khi mà quan hệ với vợ thì không uống một tháng đôi lần uống cái thuốc mà để kích thích ngay lúc khi quan hệ, còn có thuốc nào không chị? Bởi vì những cái thuốc đấy mà uống ở trên người khỏe mạnh bình thường thì có thể nó sẽ không ảnh hưởng gì tới các cái hoạt động khác hoặc các cái cơ quan khác. Nhưng trên nền một bệnh nhân tiểu đường thì mình phải rất là thận trọng. Có những cái thuốc mà nó có thể có những cái tác dụng phụ của nó làm ảnh hưởng tới thuốc điều trị. Mặt khác có thể những cái thuốc liên quan tới cái cương dương này á, nếu mình dùng không cẩn thận thì nó lại còn có hại. Chính vì vậy mà chỉ có bác sĩ trực tiếp điều trị cho anh sẽ là người nắm rõ về cái tình trạng sức khỏe của anh. Anh hãy chia sẻ với bác sĩ nhé. Hy vọng là sẽ có được cái tốt nhất cho anh. Bác sĩ nữ ngại quá. Không sao, anh chẳng ngại gì cả. Bởi vì vấn đề sức khỏe của mình mới là lớn mà. Còn chưa kể hạnh phúc của mình còn đang như thế. Đi khám thì nhớ rủ cả vợ đi nhé. Để chị ấy cũng được nghe bác sĩ nói. Và vì chính chị ấy sẽ là một cái người điều dưỡng mà phối hợp điều trị cho anh rất là tốt. Cho nên vợ chồng sống thì nó còn tình nghĩa nữa anh ạ. Vợ thì đòi hỏi, vợ có 37 tuổi, tôi cũng có đòi hỏi. Thôi cứ lần sau đi khám thì cả hai vợ chồng cùng đi khám. Cô ấy nghe được bác sĩ sẽ chia sẻ tất cả những vấn đề liên quan tới sức khỏe của anh nhé. Hy vọng là cuộc sống của anh sẽ tốt. Cảm ơn chị Hải nhé. Vâng ạ. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của bác sĩ của chương trình sẽ giúp cho anh điều chỉnh và giữ gìn được sức khỏe của mình để có thể có được cuộc sống hòa hợp vợ chồng. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hải Dương. Alo, thính giả gọi điện từ Hải Dương phải không ạ? Dạ vâng ạ, em đây ạ. Vâng, chào chị. Câu hỏi của chị là gì thế ạ? Dạ, em muốn hỏi chương trình trước đây em và chồng em đã kết hôn với nhau trong thời gian và hiện tại là vợ chồng em đang có 3 đứa con. Cách đây 3 năm, gần 3 năm, vợ chồng em có ly hôn. Cách đây 1 năm thì chồng em muốn quay lại với em. Xong rồi em có đồng ý vì nghĩ đến con, 3 đứa con. Nhưng mà trong khoảng thời gian mà để cho cả hai có cơ hội quay trở về với nhau ấy, nhưng mà chồng em vẫn liên lạc với người phụ nữ khác. Sao mình lại biết chuyện đấy? Dạ, con em về nói chuyện với em. À, em đi làm, vâng ạ, em đi làm, bạn ấy đi làm về thì bạn ấy nói chuyện với em. Thì con em về nói chuyện với em. Thế là em cũng có nói chuyện rõ ràng với chồng em và em nói rằng là
anh phải giúp các cái mối quan hệ này đi nếu như là muốn có gia đình trở lại em giống như lúc trước. Còn anh cứ dây dưa như này em nghĩ là chúng ta sẽ không có một cái kết quả nào tốt đẹp cả. Buổi tối hôm đấy là bọn em có xảy ra cái mâu thuẫn là có cãi vã nhau, xong rồi từ hôm sau là bọn em không còn liên lạc gì với nhau nữa, cũng không nói chuyện gì với nhau nữa. Thì một tuần sau em có gọi điện cho bạn ấy là em muốn nhờ bạn ấy gửi cho một số giấy tờ để em giải quyết ấy. Là bạn ấy nhắn tin cho em là chắc là hai vợ chồng bằng tuổi đúng không? Không ạ, chồng em hơn em 5 tuổi. À thế à? Dạ vâng ạ. Thế là chồng em bảo là em tự lo cho cuộc sống của mình đi, anh có người khác rồi, anh sẽ lấy người ta. Thì em cảm thấy rất là hụt hẫng và bị tổn thương đúng không ạ? Vâng ạ. Tại vì là khi mà mình đã cho người ta một cơ hội mới rồi, nhưng mà đến lúc bạn ấy lại quay mất 180 độ, em cảm thấy là bạc với em quá. Nên là em muốn chương trình tư vấn giúp cho em xem là em có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không. Nhưng mà hôm nay em lại nhận được một cái tin là anh đấy đã có người khác rồi mà, đúng không? Vâng ạ. Thế bây giờ thì mình mong muốn điều gì nữa? Vâng, đến lúc mà em chưa gọi điện đến chương trình thì là bọn em vẫn chưa đến cái mức độ đấy. Nhưng mà đến hôm nay mới nhận được cuộc gọi từ chương trình ấy, thì là mọi chuyện nó đã kết thúc rồi. Nhưng mà em vẫn muốn chia sẻ. Em cũng muốn là chuyên gia tư vấn liên đoàn giúp em vậy ạ. Vâng, bạn cũng phải thông cảm, tại vì là cái số lượng câu hỏi các thính giả gọi điện về chương trình mỗi ngày của chúng tôi nhận được rất là nhiều, nên là chúng tôi cũng phải sắp xếp để mới có thể là kết nối được với các thính giả. Cũng rất là mong các thính giả trong cả nước thông cảm với chương trình Cửa Sổ Tình Yêu. Vâng, về câu chuyện của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ có những cái chia sẻ cũng như là những cái lời khuyên dành cho bạn nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, xin chào em, anh nghe câu chuyện rồi. Năm nay bao nhiêu tuổi em ơi? Dạ em 33 tuổi. Ôi 33. Thế xong rồi cứ thấy hai đứa cứ gọi cái anh chồng là bạn ấy, mình lại tưởng là hai đứa mới đang 19 đôi 10 với cậu ấy với bạn ấy. Nói chung chắc là vợ chồng cũng cứ vui vẻ, nếu mà không có vấn đề thì cũng còn cậu tớ với lại vân vân đúng không? Cũng rất là bình đẳng. Mấy cháu rồi em ơi? Dạ em được ba. Ba cháu, bé nhất là mấy tuổi? Bạn lớn nhất là cháu đang học lớp 3. Ồ thế rồi cơ à? Thế vâng là ạ. Chứng tỏ mình cũng lấy chồng cũng sớm sớm đúng không? Vâng ạ, em sinh cũng dày, bởi vì là 20 tuổi em lấy chồng xong rồi là em... Xong rồi cứ đẻ liền liền, năm nay là 12 năm ba đứa. Rồi. Vâng ạ. Lần trước ấy là mình ly hôn là vì lý do gì nhỉ? Vì lý do bạn ấy ngoại tình. À bạn ấy ngoại tình, thế và mình thì không thể tha thứ được. Em tha thứ rất là nhiều lần rồi. Khi mới cưới bạn ấy cũng có liên lạc với nhau cũ. Xong rồi khi mà có con gái lớn, bạn ấy cũng có liên lạc với người phụ nữ khác. Xong rồi đến em sinh bạn thứ hai thì là bạn ấy cũng lại liên lạc rồi khác. Làm quen với những người phụ nữ khác rất là nhiều. Rồi. Mẹ chính, mẹ đẻ em và mẹ chồng ấy còn được nghe trực tiếp cái người phụ nữ ấy gọi điện cho em nữa cô. Trong đêm. Thôi được rồi. Hỏi thế để biết rằng nó có đáng không, hay là mình lúc ấy mình tức quá, mình vội vàng quá, mình ly hôn rồi anh mới chỉ có chẳng may có chót dại một lần mà mình đã làm quá đáng. Nhưng mà thôi kể thế thì được rồi. Thế xong rồi ly hôn xong mình nuôi mấy đứa con hay ba đứa mình nuôi cả? Dạ không ạ, khi mà ly hôn thì là em đi học ở trên Hà Nội luôn. Khi lúc mà ly hôn xong ấy, thì là em đi bằng hai bàn tay trắng, em không có gì, nhà cậu cũng không có. Không có một cái gì cả, thì là em tạm thời em nhờ mẹ chồng và chồng nuôi giúp cho ba đứa. Khi về Hải Dương thì là em lại nuôi một bạn. Thế xong rồi bây giờ cuộc sống của mình trở lại đi làm chưa? Dạ rồi ạ. Thế xong rồi mình nói là sau đấy vợ chồng lại quay trở lại với nhau vì nghĩ rằng vì con. Thì quay trở lại mình lại về nhà chồng sống hay là mình sống ở đâu? Em chưa, em vẫn ở nhà bố mẹ. Tức là quay về xong mình quay về kiểu gì? Bạn ấy về xin lỗi gia đình nhà em. Thế xong rồi ở luôn với lại mấy mẹ con bọn mình? Bọn em vẫn chưa quay lại về chính thức. Tức là cho nhau cơ hội, cũng nếu mà đôi bên trong thời gian thử thách mà thấy là còn cần nhau, thấy rằng là có thể nối lại được, tha thứ được. Về phía mình thì mình cũng sau một thời gian là tự nhiên một mình một nách mấy đứa con, mình thấy nó cũng tất nhiên là trước là bị chồng phản bội thì đau khổ rồi, nhưng mà chia tay nhau rồi nhìn thấy ba đứa con cũng dày dày lóc nhóc, xong rồi mỗi đứa một phương thì cũng thấy tội, thì mình cũng đã mềm lòng mong muốn là thử lại, nhưng mà rồi anh ấy vẫn chứng nào tật ấy đúng không? Dạ, vâng ạ. Và ngay cả trong cái giai đoạn thử thách này mà vẫn còn phạm tội
Thôi thì người ta nói là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Chắc là cái tính của anh là tính ngoại tình kinh niên. Nó không phải là bảo là một cái căn bệnh cấp để mà có thể điều trị triệt để được. Anh cũng đã nói thẳng là thôi bây giờ em tự lo cuộc sống của em đi, rồi anh có người khác rồi. Thì đấy cũng là một câu trả lời để mình thôi. Nếu trước đấy mình còn một chút tia hy vọng thì bây giờ mình lại trở về, mình cũng không còn mất gì hơn nữa. Cái thất vọng mình đã thất vọng rồi. Cái lần mà đưa nhau ra tòa, chia tay nhau từng đứa con ấy, nếu có khóc cũng khóc nhiều rồi. Bây giờ cũng chẳng còn thời gian, bạn không còn nước mắt mà khóc nữa. Thôi thì thứ nhất mình cũng còn trẻ. Và xác định bây giờ là mình sẽ nuôi mấy cháu? Dạ em hiện tại đang nuôi một cháu ạ. Cháu lớn hả? Cháu thứ hai là cháu lớn, là cháu bé nhất thì đang ở với bà nội và bố. Chia thế có dựa vào cái gì không? Thường thường thì cái đứa bé nó cần mẹ nhất đấy, thế thì nói chung là bạn ấy thì nhà chỉ có một mình con trai nên không cho em nuôi con trai, mà chỉ đồng ý cho em nuôi con gái thôi. Ôi hay nhỉ, ba đứa thì đứa đầu và đứa út ấy thì là trai, cho nên bà nội nhận bà nội nuôi đúng không? Vâng ạ. Còn cái đứa thứ hai là con gái ở giữa đấy. Đấy, cái đó cũng là một cái mà để mình thấy rằng là không chỉ bạn chồng mà cái gia đình chồng giữ hết lại con trai, còn con gái thì hất đi rồi. Vợ cũng chả cần, con gái cũng không cần. Thì cái đấy rất là buồn. Không sao cả, các con của mình thì hiện nay đang được sống với bố cháu và với ông bà nội, chắc cũng sẽ được chăm sóc tốt thôi, chứ cũng không đến nỗi người ta bỏ liều gì con mình. Chỉ có bản thân mình thì lúc này cái khó khăn nhất chính là mình chưa vượt qua được, chưa chấp nhận được cái hoàn cảnh đang có chồng, đang có ba đứa con, đang mọi sự ngon lành, mà giờ tự nhiên lại gia đình nó như thế này thì mình nói chống chánh thôi. Nhưng mà thôi, dần dần thời gian nó cũng làm cho mình ổn đi. Công việc tốt hả? Công việc dịch tiếp thế này vẫn chạy đều đều đúng không? Dạ không ạ, hiện tại thì là em chỉ là một công nhân thôi. Chứ bình thường thì cái ngày được nghỉ thì em sẽ đi buôn bán thêm để kiếm thêm thu nhập. Để nó cho con, mà bây giờ thì hình như thế này thì là em chỉ làm thăm công ty thôi ạ. Thì vẫn làm công ty tháng 8-9 triệu gì đó đúng không? Nếu cố gắng làm thêm ca thì cũng được 10 triệu. Mình dựa được rồi ông bà ngoại không? Dạ em không ạ, mẹ em thì mất rồi. Bây giờ là hai mẹ con ở đâu? Em đang ở nhà bố. Ở với ông ngoại, đừng nói là ở nhà bố. Vâng ạ. Hai mẹ con ở nhà ông ngoại ạ. Ông khỏe không? Dạ bố em rất là khỏe ạ. Rồi ông có đưa con nhà mình đi học được, chẳng hạn ông cứ chở xe đạp xe máy cháu đến trường rồi mình có đi làm cả ngày cũng không có sao cả. Vâng ạ. Con với lại con em cũng lớn rồi, bạn ấy tự chủ động đi học được rồi, cũng nấu cơm được rồi, cũng không phải lo lắng gì cả. Thôi trong cái không may nó cũng có cái may, ông thì cũng ríu rít có thêm đứa cháu. Bố nó có liên lạc với cái con bé mà mình đang nuôi không? Dạ không ạ, chỉ có con em tự liên lạc với bố nó thôi. Con thì tự gọi bố, chứ còn bố thì đang mải bận đi tìm cô khác đúng không? Vâng ạ. Thôi, ổn định cuộc sống đi. Quan trọng nhất bây giờ mình giữ gìn sức khỏe, bởi vì mình mà chỉ cần đang nghỉ mà ốm mà không có tiền lương ấy thì con cũng khổ rồi. Ở thì ở với ông rồi, nhưng mà còn cái kinh tế thì cũng phải có tự lập đúng không? Dần dần rồi mình nó cũng nguôi ngoai cái chuyện này đi, rồi mình cũng sẽ lúc biết đâu mình gặp được một người mà lại thương mình. Thật ra cũng phải nói thật là một người con gái mà mới 32 tuổi mà ly hôn nhưng nuôi một đứa con gái ấy, cái cơ hội đi nó cũng nhẹ gánh hơn đấy. Thôi thì mình cũng cứ nhìn đến cái tích cực để mà mình hướng tới. Còn con mình thì cũng sẽ là con mình, hai đứa kia nó ở với bố với ông bà nội rồi lớn lên thì con mình nó sẽ về với mình ấy mà, đúng không? Vâng ạ. Thế thôi, cố gắng giữ gìn sức khỏe, thời gian sẽ làm mình nguôi ngoai và hy vọng rằng là có lúc mình sẽ gặp được một người thương mình, chấp nhận, kết nối với mình. Mình còn trẻ lắm, nhiều cô 32 đã có chồng đâu, đúng không? Thế mà mình lấy sớm cho nên là mình đã lãi tận 3 đứa con rồi còn gì. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Chúc cho bạn mạnh mẽ để vượt qua hoàn cảnh của mình và sẽ tìm được niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống bạn nhé. Vâng ạ, em cảm ơn chương trình, em vâng. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Vâng, chào bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bình Phước. Alo, Bình Phước đâu ạ? Dạ vâng ạ, em đây ạ. Vâng, chào bạn. Vâng, cho em gặp bác sĩ, cho em hỏi về vấn đề sức khỏe của con gái em ạ. Rồi, con gái bạn bao nhiêu tuổi rồi? Con gái em năm nay sang tuổi 15 ạ, mà cháu nó kinh nguyệt không đều, nó có từ năm 13 tuổi. Rồi. Có. Vâng, mà một năm chắc cháu nó chỉ có 2-3 lần thôi. Rồi. Và như năm ngoái thì cháu có mỗi lần thì là cả hàng 10 ngày cơ, mà mỗi một lần đấy thì
nó có nó nhiều lắm. Rồi. Là bây giờ em muốn hỏi bác sĩ để tư vấn cho em xem như con em vậy thì chữa trị có phải chữa trị không hay là để tự nhiên rồi sau này cháu lớn lên rồi nó ổn định hay là phải chữa trị bằng cách nào ạ? Bạn có mấy con? Dạ, em ba cháu nhưng cháu đấy là cháu bé nhất, còn hai cháu trai lớn đấy ạ. À, hai cậu con trai lớn đâm ra không có kinh nghiệm để so sánh với cả cô con gái út, đúng không? Dạ. Thế mẹ nó ngày xưa thì khi nào có kinh và có ổn định như hoặc là nó trục trặc như nó bây giờ không? Không, em lại không giống cháu, em 15, 16 tuổi mới có, nhưng mà em có là nó đều luôn chứ không như cháu bây giờ ạ, mà... Em cũng đã mua thuốc, người ta giới thiệu rồi, em cũng mua thuốc cho cháu uống rồi. Thế à? Vâng, nhưng mà nó bây giờ thì nó lại không ra nhiều như vậy nữa. Nhưng mà cũng cứ một năm có 3-4 tháng mới có một lần. Rồi, và hai năm nay nó đều thế, đúng không? Dạ. Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ, vâng. Ơi chị chào em. Dạ vâng, em chào chị. Con gái năm nay 15 tuổi hả? Dạ vâng ạ. Ừ. Thế và em bên này em có nói là người ta, tức là con gái mình là cứ một năm chỉ có độ 3-4 lần. Dạ đúng vâng. Tức là 3 tháng, khoảng 3 tháng có một lần. Vâng, vâng. Mỗi lần ra thì ra rất nhiều. Tức là năm trước thì cháu là cứ 3-4 tháng mới có một lần. Nhưng mà mỗi lần cháu ra thì ra nhiều lắm. Ra mà em cảm tưởng đúng như cái lúc em sanh ấy. Vâng, mà cháu nó cựa mình cái là cũng ra. Nhưng mà em mua thuốc cho cháu uống được 2 tháng thì bữa nay thì nó không có đều, nó vẫn là 3-4 tháng. Nhưng nó không có nhiều như vậy nữa. Nó có bình thường thôi nhưng mà vẫn 3-4 tháng mới có một lần. Mà đến nay cũng là tháng thứ tư rồi đây mà. Hồi hôm qua em hỏi cháu là con đã có tháng chứ, nó bảo vẫn chưa có mẹ. Nhưng mà con thấy bụng con nó không có thì nó càng trướng bụng lên. Thế em mua thuốc gì cho con uống đấy? Em cũng tức là thuốc điều kinh, nhưng mà em chỉ đến tiệm thuốc em bảo cũng kể là cháu nó thả lâu ngày mới có như vậy thì người ta bán cho, nói chung là chỉ bác tiệm thuốc người ta bán vậy đưa về cho con uống thôi, còn em cũng không xem ở trên cái mác thuốc là thuốc gì. Uống trong bao nhiêu ngày? Cháu nó uống được 2 tháng nhưng nó cũng không uống hết cái số thuốc em mua về. Hàng ngày cứ hàng ngày thì uống một viên à? Dạ vâng ạ. Đúng không? Tối đến là uống ạ. Cứ uống vào buổi tối một viên. Vâng. Cháu nó cũng không uống hết, thế nhưng mà nó lại được cái là đến lúc ra thì nó không ra nhiều, đúng không? Tức là nó có cải thiện. Lần sau thì rút kinh nghiệm là uống thuốc gì thì phải nhớ là cái tác dụng thuốc đấy là gì và tên của thuốc nhé. Và đặc cả cái tác dụng phụ ấy là nó có tác dụng phụ gì không nhé. Nhất là dùng với cho con gái của mình. Trường hợp như này có thể là cái giai đoạn đầu ấy là nó vẫn cứ còn trục trặc. Tất nhiên rằng là cái sự trục trặc này nghe chừng có vẻ kéo hơi dài. Nhưng mà vẫn có trẻ cái giai đoạn khi mà mới có kinh nguyệt ấy thì nó cũng trục trặc dài như vậy. Tức là nếu mà khả năng như thế thì mình cứ bình tĩnh, bởi vì cháu 15 tuổi đến 16, 17 tuổi thì theo dõi thêm xem nó như thế nào.